Nãy giờ mọi người thấy sao nè, trời ơi quá trời là hình ảnh đẹp luôn phải không? Đúng rồi. Hồ Ly lại tiếp tục đồng hành cùng với mọi người trong cái buổi livestream thứ 5 trên VTV Hyundai đây. Yeah, mọi người ơi chia sẻ ngay đi mọi người. Chia sẻ liền mọi người đây, ơi, vì ngày hôm nay là mình có thương hiệu Đài Loan nha. Đúng rồi. Mà những cái gọi là những cái trợ thủ đắc lực này là dành cho chị em phụ nữ nhà mình luôn. Cho nên là có bao nhiêu group công khai chia sẻ giúp Diệu Ly luôn. Đúng nè rồi. Chia sẻ về Facebook ở chế độ công khai luôn. 10 người chia sẻ nhiều nhất sẽ được tặng một cái hộp khăn giấy ướt rất là xịn sò. Đúng. Của thương hiệu này luôn. Quá thích luôn nha mọi người. Đây đúng không anh? Đây quà tặng đây đó, nha. Ấm ma baby. Ấm ma baby. Quà tặng nha cả nhà. Quà tặng nha. 10 người chia sẻ nhiều nhất. Đó, anh em phải tranh thủ anh ơi. Chia sẻ luôn. Anh viết một cái status thì là kêu kỳ coi. Đây chợ online toàn quốc nè, món nhóm mua bán hàng online nè, chợ online Vĩnh Long nè, đó rồi chợ Thanh Hóa online nè, đó livestream bán hàng, chợ online Đồng Tháp, chợ mua bán online, đây đăng bài bán hàng online đó, nhiều lắm mọi người ơi. Đó mọi người, Ly đang kêu gọi bạn bè Ly á là share vào trong mấy cái group nhiều đúng lên rồi. Mọi người ơi, mọi người nghe tiếng share không? Share đúng quá rồi, trời, share luôn đây. Đó rồi đây. Trời ơi cả nhà ơi, cả nhà ơi, thông báo nha, thông báo trước cái đi, bình thường á là Hồ sẽ thông báo về cái combo sản phẩm trước, nhưng mà hôm nay là phải thông báo về cái quà tặng trước nè. Hôm nay đó, 10 người share nhiều nhất nha sẽ được tặng một cái gói khăn giấy. À, khăn giấy này là của Đài Loan nha, Oma Baby. Đây là cái khăn giấy mà phải nói là người Đài Loan là rất là hay sử dụng cái dạng khăn giấy ướt như thế này nè. Và người Việt Nam mình cũng hay sử dụng lắm. Mà thôi bây giờ chỉ cần share thôi được một cái gói khăn giấy bự to đùng như nè. To đùng như vậy nha, chỉ diễn ra có 60 phút mà thôi nên đúng là phải rồi. nhanh nha. To đùng đùng luôn mọi người ơi, mà từ nãy tới giờ có ai mà theo dõi chương trình không? Ly vẫn đang miệt mài share này cùng mọi người. Nãy giờ ai mà theo dõi chương trình á là hôm nay mình sẽ đồng hành với một thương hiệu đến từ Đài Loan. Đúng rồi. Đó, thì thương hiệu là Honda. Ai Honda? Nói lộn. Dạ. Ừ, ai Honda nha mọi người. Ừ. Nhưng mà trên cái logo á thì cái chữ Y á là nó nằm vào trong cái chữ H đó. Ừ. Ai Honda nha cả nhà nha. Thì hôm nay mình sẽ có nha, đó chính là Bây giờ về đi, bây giờ anh sẽ liệt kê cho mọi người biết nè, rồi em giơ tay nha. Đây. Dạ, đây, ủa 7 món của anh đâu rồi ta? 7 món đâu rồi? Đâu rồi. Cái 7 món của em đâu rồi mọi người ơi? Đây. Giờ anh kể nha rồi em. Cái gì thật 7 món không á? Rồi. Rồi, mình tính ạ. Khoan, bây giờ báo giá chứ đi, báo giá đi. 477.000 giảm giá còn 299.000 đồng mà thôi. Bây giờ Hồ sẽ liệt kê từng món nha. Dạ, rồi mọi người nhìn coi là Ly sẽ cầm những cái món như thế nào nha. Đầu tiên, một cây lao đa năng iHonda của Đài Loan. Nhưng giá khi đó. Tháo ra thì nó như thế này nha cả nhà. Đấy. Khi tháo ra nè mọi người ơi, đó, đây. Đó. Khi mà tháo ra nè. Cái này là một cây lao đa năng thì chút xíu nữa Hồ và Ly sẽ cho mọi người biết là nó đa năng như thế nào mọi người nha. Nói chung là đây nè. Em cầm thấy sao nè? Em cầm thấy rất vừa tay. Em cầm thấy dài và rất vừa tay. Dạ, em có thể vươn lên tới tận trời cao. Dạ, đó. Em có thể chọt sâu vào những ao lan. Đó. Dạ, rồi. Nhưng mà em ơi, cái hàng của mình là hàng cao cấp đó Cương. Dạ. Cầm cho nó sang. Anh biết không, cái chỗ kẹp này nè mọi người ơi, nó không hề bị đau tay luôn nè. Em kẹp vô nè, em đâu có đau tay gì đâu mọi người. Cho nên là cái này á, 2 tiếng nữa cái đầu này nó rất là hay, nó cực kỳ xíu đa năng. Xíu nữa Hồ và Ly sẽ nói cho mọi người rõ cụ thể cái này luôn. Dùng như cây chổi được. Dùng như cái lau sàn nhà được luôn mọi người nè. Đó, có cái khăn nào cứ kẹp vô đây ha, nó giữ cho mình nè, không hề đau nhá các bạn. Nè, em kẹp luôn cho mọi người thấy được cái sản phẩm đầu tiên nè, đó. Nó sẽ đi kèm là hai cái khăn bông lau như thế này mọi người nhé. Thì cái bông lau này đó là cái bông lau tĩnh điện, thì chút xíu nữa Hồ sẽ làm những cái thí nghiệm để cho mọi người thấy là cái bông lau tĩnh điện nó như thế nào. Rất hay cái chỗ này mọi người nha. Đúng đảm rồi. Bảo là nhiều chị em phụ nữ nội trợ là rất ngạc nhiên về cái công dụng của cái bông lau này. Đó. Rồi, xem nè. Nha. Xíu nữa sẽ làm cái demo, làm thí nghiệm cho mọi người coi nha. Cái chổi. Cái này là cái chổi đó. Thì cái này là cái chổi, cái này là cái bông lau, có nói sai đâu Ly. Dạ, đó cái chổi. Đó. Rồi, tiếp rồi. Đây là sản phẩm thứ nhất nha. Là một cái cây lau đa năng và thêm hai cái bông lau đi kèm nha. Hai cái bông lau nhớ giùm Hồ nha. Rồi. Cái thứ hai, chổi quét bụi iHonda. Dạ, nó là cái này đó anh. Không, này, cưng, cưng. À, em lộn, em lại lộn nữa rồi. Nó cũng là cái bông đó luôn mọi người. Em tính là anh trừ lương em liền không Ly? Nha. Đưa lên anh cảnh luôn. Cáo dạ, em lần thứ nhất nha. Đây, sản phẩm thứ hai. Dạ, đó. Đây, đó, quét bụi nào, quét bớt cái nét đẹp trai của anh Hồ nè. Trời ơi, đẹp trai quá nữa. Nó cũng là cái dạng mà bông lau nhung đây, dài. Mà nó có tĩnh điện mọi người nha. Tĩnh điện nha, đó. Quá, xài chức năng. Rồi, cái này là sản phẩm thứ hai, chổi quét bụi nha. Cái này thích cực luôn. Hồi sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng như thế nào nha. Rồi, sản phẩm thứ ba là khăn ướt cồn. Đây, khăn ướt có cồn nhưng mà là cồn thực phẩm cho nên rất là an toàn và không hề bị
thôi đó. Rất yên tâm luôn đó, lau lên là thích, lau lên là mê nha mọi người. Đúng đó, rồi, thích mê đó mọi người. Thấy đây nha, là cái món thứ ba nha. Rồi, và hồ nói là cái này là bự nha, cái gói này bự nha, to nha, to đó lắm. Rồi, rồi bây giờ sản phẩm thứ tư và thứ năm là khăn ướt lau sàn hương cam, mình sẽ nhận được hai gói nha mọi người. Ê, hương cam nha, hai sẽ... gói này đây, hai gói này đó, khăn ướt lau sàn hai lau gói sàn này nhà luôn đó, đó. Mày rửa chén tao đây nhà là sản phẩm đó, thứ năm, thứ tư và thứ năm. Rồi thứ sáu là thứ bảy là cái gì đây đó, thứ sáu và thứ bảy đây, khăn ướt lau sàn hương hoa đây, hương đây hoa. Thì cái này á, chút xíu nữa Hồ sẽ nói kỹ hơn. Đúng nhưng rồi, mà bây giờ mọi người nhìn xương xương vậy đi, 299.000 đồng mà mọi người có 7 món như thế này nè, là đảm bảo rằng là mọi người chưa có mua được ở đâu mà mức giá mà nó hợp lý mà nó rẻ mà chất lượng như vậy. Đúng rồi, tại vì đây là hàng Đài Loan nha. Nhưng hôm nay ai mà chịu khó xe rinh về không phải 7 món đâu, ai mà chịu khó xe là rinh về tới 10 ấy lộc, tới 8 món là thêm món này nữa mọi người nha. Đây thêm món này nữa nha, là đúng một rồi, cái khăn ướt đúng rồi, của thương hiệu là Ayamda của Đài Loan luôn mọi người nha. 100... và chỉ dành cho 10 người thôi. Dạ, đó. 177 xe rồi, không biết ai xuất sắc quá vậy. Xe đây hôm nay xe của mình lên rất là nhanh nè mọi người ơi, vào trong group đi, những cái hội nhóm đó xe rồi mình săn quà cùng với lại là Ayamda nha cả đúng nhà. Rồi. Xin lỗi mọi người là hôm nay anh em mình sẽ hơi gọi là giản dị và một cái phong cách gọi là phong trần chút xíu. Là tại vì sao? Những cái sản phẩm này nó quá quen với các chị các mẹ luôn. Nhưng nó là cái sự cải tiến cao cấp theo cái đúng phong rồi cách Đài Loan nha cả nhà. Cho nên ví dụ như tại sao nói là ủa cái cây này sao giống cái cây lau sàn thì cũng đúng. Đúng. Mà nó giống cái cây chổi không thì cũng đúng luôn. Đúng rồi nó giống cái cây gọi là phải phủi bụi không? Đúng luôn. Rồi khăn ướt nghe quen quá rồi nhưng mà sao trong chương trình này nó lại lạ như vậy? Rồi tĩnh điện nó là cái gì? Rồi tự nhiên nguyên một cái bộ này tới 7 món mà có 299.000 thôi. Đó. Nó làm sao? Rồi được xe nhiều nhất thì được tặng thêm một cái hộp khăn giấy ướt nữa là sao? Một cái bịch này là sao? Là chất lượng là mọi người trời, để cuộc sống nội trợ trong nhà của chị em mình nó khỏe hơn. Đúng rồi, chắc chắn là khỏe hơn. Nhưng mà Hồ nói cho mọi người nghe nè, cứ mà mình sử dụng những cái dạng mà cải tiến mới á của những cái dụng cụ mà chăm sóc cho gia đình á, mình cảm thấy rất là thích. Mà hôm nay á là VTV hôm nay biết rằng cái sản phẩm này nó mới, nhiều gia đình chưa có sử dụng nên là gửi cho mọi người một cái mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Thôi thì bây giờ mọi người nhớ dùng Hồ nha, để Hồ và Ly chuẩn bị làm những cái thí nghiệm ngay sau đây nè. Nhớ dùng Hồ, 7 món ngày hôm nay chỉ có 299.000 đồng thôi, của một thương hiệu Ayamda rất là nổi tiếng ở bên Đài Loan. Bây giờ mọi người không tin, mọi người lên Google, mọi người gõ vào chữ Ayamda, mọi người sẽ thấy là nó ra tiếng Đài Loan rất nhiều. Wow, nội dung thì Hồ không biết nhưng mà Hồ nghe nói là nó rất là nổi tiếng đó. Rất là nổi tiếng, đảm bảo rằng rất nhiều người thích cái này. Em tưởng là nội dung là anh Hồ anh đọc tiếng Đài Loan luôn em chứ. Em chỉ biết nó nổi tiếng thôi rồi. Không mà em cũng đi du lịch Đài Loan một lần rồi thì em thấy chắc là em họ cũng rất là tiện. Dạ em biết tiếng Đài Loan đó. Dạ thì okay, người ta cũng rất là hiện đại luôn á mọi người ha. Cho nên là ở nhà làm việc nhưng mà mình thoải mái. Xin lỗi mọi người, em vẫn đang gọi là miệt mài kêu gọi bạn bè share livestream. Tại vì sao? 10 người share nhiều nhất mình sẽ được tặng cái hộp khăn giấy ướt này, cái bịch này. Tại cái bịch này mà mua không cũng là mấy chục ngàn chứ đâu có rẻ đâu mọi người. 5-10 ngàn đâu đúng không? Rồi. Hôm nay mình sẽ khám phá từng cái nha. Bây giờ mọi người nghe cái câu là khi đàn ông về bếp mọi người thấy quá quen rồi, cái câu đó nó lạc hậu đúng rồi. Bây giờ khi đàn ông lau chùi nhà cửa là như thế nào? Cái câu đó là mọi người phải chứng kiến. Ủa đây có khác không ta? Dạ thôi mình bắt đầu nha. Bắt đầu luôn dạ đi. Rồi ok. Bây giờ mọi người nha, sản phẩm đầu tiên nha. Khoan bây giờ đứng lên rồi thì nó hơi bị cắt hình phải không? Bây giờ nha, Hồ sẽ làm từng cái một. Mọi người nhớ giùm Hồ nó có cái gì hay. Rồi bây giờ Hồ sẽ tháo ra, Hồ làm lại từ đầu đi. Hồ tháo ra làm lại từ đầu nha. Làm lại anh luôn với em mọi người sẽ làm dạ mỗi thứ một món nha. Dạ. Đầu tiên là cái cây lau đa năng này. Mọi cái người nhìn giùm Hồ cái gọn nha không? Thứ nhất là cái cây lau đa năng này á, nó như thế nào? Mình có thể là kéo ra như thế này thành ba cái thanh nè mọi người. Đây. Mà cái này là làm bằng cái dạng mà hộp kim nha mọi người, nó rất là nhẹ nha. Cái đúng hộp rồi kim này nó rất là nhẹ nè. Khi mà Hồ cầm như thế này, Hồ hy vọng rằng là mọi người cảm nhận được cái độ nhẹ của nó đó mọi người. Rất là nhẹ luôn á, nhẹ nha. Ôi. Mà rất sang và rất dạ đẹp nha. Đấy. Rất sang và rất đẹp. Bây giờ mình sẽ kết nối lại. Đó, mình kết nối thành một cái cây dài. Đây, dạ thì nó dài như thế nào? Bây giờ để Hồ ướm cho mọi người coi cái chiều dài của cái cây này nó như thế nào nha. Cái này là hàng của Đài Loan nên mọi người coi là rất là chắc chắn. Cái này đúng nếu rồi mà vậy là khoảng chừng nhiêu ta? Chắc cỡ chừng cả mét hơn á. Nè, cây này nè mọi người, đã cũng 5 mét không? Đâu, à, em thử coi, đấy, em đó thử, em đứng rất lên trên màn hình thôi. Em thử coi. Xém cao bằng em luôn anh. Dạ. Em là mét rưỡi không ta? Em mét rưỡi. Rồi, cái như mét đi ha mọi người. Nhưng mà cái này có một cái hay. Đối với cái cây này đó mọi người, đúng như Ly nói, nhìn nó y như là một cái cây lau nhà cải tiến mới của Việt Nam mình hiện nay. Nhưng nó có cái gì hay? Hay ở chỗ là gì? Nó có cái dụng cụ đi kèm. Cái này là... tức là khi mà mọi người sử dụng á, là mọi người sử dụng kèm với những cái bông lau như thế này nè. Ở trong đây thì chúng tôi gửi cho mọi người là hai cái bông lau này nha. Nhưng cái bông lau này nó có cái gì hay? Cái bông lau này á là nó cái dạng là sợi nhung dài mà nó có dạ cái tĩnh điện nữa. Hai sợi nhung dài, nó tĩnh điện nha.
Em coi coi ai comment cái gì đó giùm anh nha. Dạ. Bây giờ anh hướng dẫn mọi người sử dụng trước cái đi ha. Em coi dạ. cái. 477 một 7 món nhưng mà giảm đây lại là một là cái dạng mà sợi polyester mà nó nhung dài dạ. đó mọi người. Mình rờ vào á mình đã cảm thấy thích rồi. Rồi ở sau đây sử dụng sao? Nè mọi người nhìn giùm hồ cái nè. Mọi người thấy bốn cái khe này hay không? Bốn cái khe này bình thường mọi người đút cái tay vô á nó cũng rất là an toàn, không sao hết mọi người nha. Nhưng khi mà mình nối mình gắn cái tấm này vô á là nó dạ. rất chắc chắn nha mọi người. Đây. Đó. Gắn vô nè, rất là gắn chắc chắn nè. Luôn. À, gắn vô nha. Cực kỳ đây, chắc chắn luôn. Cực kỳ chắc chắn này nha. Dạ. Ở dưới nè. Đấy. Đây. Để Hồ gắn cho mọi người coi. Mà cái bông này nè mọi người, nó là cái chổi lau nhà luôn đó. Mình hiểu vậy cho nó dễ mọi người ơi. Rồi. Đó cái này là giúp cho mình gọi là không phải chổi lau nhà mà là chổi quét nhà nha mọi rồi. Người nha. Quét nhà đó. Bây giờ nó làm cái gì? Giờ mình coi nó làm cái gì. Quét nhà. Giờ nó làm cái gì thì mình qua bên kia đi. Giờ mình qua bên kia được không? Qua bên kia hả? Bên kia đi ha. Dạ, quét đi ha. Mình quét chứ thôi anh quét xung quanh đây nè. Quét xung quanh đây phải không? Đúng rồi, quét bây giờ xung trước đây. Tiên thì bây giờ mình quét xung quanh đây trước nha mọi người. Dạ. Mọi người hình dung á là nó giống như là một cái cây chổi vậy đó. Thật ra là vậy nè, mình sẽ quét nhà vậy nè mọi người. Tất nhiên là như thế này. Mọi người hình dung như thế này nha. Tại sao mà đây là cái cây lau nhà đa năng? Thứ nhất là nó làm giống như là một cây lau nhà vậy đó. Nhưng đúng nó rồi. Có cái tĩnh điện. Tĩnh điện là sao? Nó có thể là hút được những cái bụi bẩn nè, những cái rác nè, ở kích thước lớn luôn nha. Họ dùng cái từ là đường kính kích thước lớn luôn nha. Em cầm em lau giùm anh này. Cầm lau giùm anh này. Anh lấy nhìn cái này qua thì em mọi người lưu ý nha. Là Ly sẽ nói rõ cho mọi người nha. Là cái này á, nó giống như kiểu á, là mình quét nhà luôn vậy đó. Nè nè, xí ví dụ như nào mọi người để ý cái này nha. Đây. Ví dụ như thế này. Đây, quét con đi nè mọi người thấy không? Đó. Tĩnh điện mọi người ơi. Đây. Đó, cho nên mới nói là đây á là cái cây lau sàn nhưng đúng mà rồi. Nó là giống như một cây chổi nha. Đó nó giống như một cây chổi. Anh lấy cho em cái cây chổi mà mình hay dùng ở nhà đi. Đây. Thì ví dụ như ở nhà mình có cái cây chổi này đúng không mọi người? Đó. Thì bây giờ mình hiện đại hơn nè, thì cái này nè, cái bông này nè, nó đóng vai trò như cái cây lau chổi vậy đó. Đúng cho rồi. Nên nói tại sao là nó đa năng. Nhưng mà cây chổi này nè, nhiều khi nó chỉ gom rác về một chỗ thôi. Đúng nó rồi. Không có hút vào. Còn với cái sợi gọi là polyester á mọi người thì nó sẽ hút vào như thế này nào thì nó có cái khả năng là tĩnh điện. Ở đây là 2000 á, Linh nhớ là 2600 những cái sợi gọi là polyester như thế này nè. Em nhiều, em đang nói bớt rồi đó. Ở đâu ra 2000, 3000 đó, nói bớt của người ta 1000 đó, 3000 lận cưng. Wow, 3000 lận đó. Luôn. Thì đâu đó là gần đâu đó trên dưới 3000 đi. Đó. Đó. Thì mọi người thấy nè, thì tóc của mình á là nó cũng hút vào luôn. Có phải là nhà mình nó sẽ sạch hơn không mọi người? Đúng tại rồi. Vì nhiều khi cái chỗ này nó cũng tốt rồi, nhưng mà nó sẽ không có gom được hết tóc mà mình vẫn phải gọi là gom đi gom lại nó bay tứ tung. Đúng còn ở đây á nó hút lại hết như thế này. Nên đối với cái cây lau sàn này và đối với hai cái bông gọi là quét nhà này ha. Nói vậy đi cho quý vị mình dễ hiểu nhé. Đó chứ nó hiện đại quá mà. Thì bây giờ mình có kèm theo trong cái bộ sản phẩm luôn. Nhưng mà chưa hết nha cả nhà, chưa hết. Vẫn đang còn nữa. Khoan, chỉ là cái này em biết tại sao người ta thích không? Sao tại vậy? Vì bình thường á, ví dụ như cái nhà mình á, bình thường gì không nói là những cái ngóc ngách thì sao? Ừ, đấy. Anh nói đó nè. Ví dụ như mọi người muốn lau ở những cái ngóc ngách thì sao, phải không? Ví dụ lau trong kẹt thì sao? Họ hỏi mọi người nào, bây giờ ví dụ như cây chổi này, mình tưởng tượng là trong kẹt nha. Mình dơ trong kẹt, mình lau đâu có được, phải không? Mình quét. Đúng nó rồi. Vẫn còn động những cái bụi, những cái tóc, nó nằm ở vòng vòng những cái kẹt đúng này. Rồi. Nhưng với cái cây mà lau sàn mà nó có cái phần, mà bông. Cái bông lau này nè, nó tĩnh dạ. điện. Có nghĩa rằng là chỉ cần mọi người để gần như thế này thôi, là lập tức là những cái bụi bẩn, những cái tóc rồi đó, nó sẽ dính vô. Đó, là mọi người hình dung đó, là đây là cái công năng của nó, là cái ưu điểm rất lớn của cái cây này. Thì đây là cái sản phẩm thứ nhất. Đúng mọi rồi, người đồng ý chưa? Mọi người hài lòng chưa nè? Đúng rồi. Sản phẩm thứ nhất hài lòng nha. Đó. Quá là hài lòng rồi. Luôn mà hôm nay là không chỉ có cái cây này nha cả nhà mà mình còn có thêm nữa là cái phần bông gọi là bông chổi quét đó. Ly nói nôm na như vậy cho mọi người dễ hiểu nha. Chứ tại vì là cái bộ sản phẩm của mình nó quá nhiều luôn. Đúng. Thành ra với lại nó hiện đại nữa cho nên nhiều khi mình cũng suy nghĩ là ủa rồi cái này hả lâu là sao là này nọ. Nếu mọi người kỹ tính và sau một khoảng thời gian mọi người sử dụng như cây chổi ở nhà mình á có bao giờ này? Mình đi giặt cái cây chổi ở nhà mình đâu, đúng không mọi người? Đúng rồi. Nhưng mà với cái này nè ha, nếu như mà nó quá bẩn rồi, khi mà nó quá bẩn rồi nó bám nhiều rồi, Ly ráng là chắc mình cũng phải quét vài sáng nó mới bẩn vậy quá. Đúng rồi. Trừ khi nhà ai quá dơ đó thì mình vẫn có thể giặt nha. Nhưng mà sau mỗi lần giặt như vậy á thì cái tĩnh điện của nó cũng sẽ giảm dần dần. Đúng cho rồi. Nên á lưu ý tốt nhất bây giờ á mình gọi là sao đây? Mình sẽ gọi là mình sử dụng, mọi người thấy nó tĩnh điện không? Mà nó hút vào nè mọi người ơi, nó hút vào đó. Nè. Đó thì mình chỉ cần là gom nhẹ nhẹ gom rồi nhẹ mình thôi. Bỏ rác đi. Hoặc là mình vũ mạnh á, em lấy ra cái này, cái em vũ mạnh nè. Đấy, đó. Đấy, là lập tức là những cái bụi bẩn nó cũng đi ra. Đó, tiện lợi lắm luôn. Rất là tiện lợi. Nếu như ai mà ở chung cư á thì em nghĩ là mua cái này cho rồi. Anh phản đối, ở dưới quê cũng mua nữa, ở đâu cũng mua hết trơn á, chứ có chung cư. Đó, đây nó rớt ra rồi dần dần nè mọi người ha, đó. Thì nó sẽ sạch hơn. Đó, những cái sợi này nè, quý giá nó nằm ở những cái sợi này, đắt giá nó nằm ở những cái sợi này nè nha mọi người nha. Quét nhà nha, quét nhà là ra rác nha. 230.000 sợi hả anh? Nhiều lắm wow. đó mọi người ơi. Đó, nói chung rất là nhiều nha. Nói chung là hôm nay mà nói về những con số là mình sẽ bị loạn luôn đó mọi đúng người. Rồi đó. Rồi, đó là mình quét nhà. Đúng đó, rồi. Rồi mình còn khi mà đây. Nói là làm sạch nhà thì còn phải là
Quét bụi. Quét bụi. Ủa quét nhà với quét bụi là nó giống nhau đó em. Thì nhưng mà ví dụ như quét bụi thì ví dụ như là cái chỗ bàn phím máy tính nè. À, thì đó. Anh đâu có lấy chỗ mà anh quét rồi. Cái bàn phím máy tính được đây, đâu. Đây, xin được giới thiệu hân hạnh giới thiệu với quý vị, đây là cái dòng sản phẩm thứ hai nằm trong cái combo này luôn. Đây. Nó là một cái cây quét bụi nó đựng trong một cái hộp này cũng là của Ai Honda luôn, cũng của Đài Loan luôn mọi người nha. Đúng nhớ rồi. Vô hồ, đây là cái dòng sản phẩm thứ hai. Thì nó như thế nào? Đây, ten nè, mọi người thấy lợi hại ghê chưa? Để Hồ nói cho mọi người biết cái này sử dụng trong cái trường hợp gì nha. Ví dụ như thế này, cái bàn tính, cái bàn phím của cái máy rồi, tính á. Bây giờ em gõ I love you Chukama. I love you Chukama, Sukana nữa trời ơi. I love you mà còn Sukana nữa là sao thua. Mọi người nhìn kỹ không biết mọi người thấy bụi không ta, để Hồ lại gần nha. Bây giờ Hồ sẽ đi lại gần cho mọi người thấy bụi này nha. Đây, nhìn vô bụi dùng Hồ cái nha. Đó, mọi người thấy nha. Rất là nhiều bụi nó nằm ở trong những cái khe này. Nhưng đây, mọi người nhìn dùng Hồ nè. Lấy cái này. Wow. Do nó tĩnh điện, mọi người hình dung là do bông cái cây này, những cái sợi bông này là những cái sợi bông tĩnh điện. Nên là nó quét tới đâu nó sẽ hút bụi ở dưới đó. Và do là nó mỏng quá mọi người, nó sẽ lọt được những cái khe này nè. Đó, nó sẽ lọt được những cái khe này. Đó, mọi người thấy làm sao? Ở, mọi người phải nhìn sâu sâu ở trong đây nè. Ổn nha, cái này ổn nha mọi người. Đó, rất ổn nha. Đó, được chưa? Đó, mọi người thấy rõ chưa? Xuất sắc ha, đó. Anh hồ bóng rất là bóng luôn đó mọi người. Ê. Cực kỳ bóng sáng luôn nha. Bụi quá. Nhưng mà anh nói nghe nè, ví dụ bình thường á, ví dụ bình thường nha mà anh ghét em, anh cầm cái cây cái bụi cái anh quét như nè. Là bụi vô thẳng mặt là bụi vô thẳng mặt em. Nhưng mà bữa nay nếu anh có ghét em, anh quét như thế này, bụi nó cũng không bay vô được mà em. Anh vẫn giải tỏa được stress. Đúng rồi, tại vì nó hút vô đây hết rồi, bụi nó hút vô đây hết rồi mọi người. Nhớ nha, bụi là nó đã hút vô cái bông này hết rồi mọi người nha. Nên là sử dụng cái này là nó có cái chất tĩnh điện rất thích. Nhân văn. Nhân văn. Có tính nhân văn em. Có tính trời, nhân văn đồ. Vâng, có tính nhân văn. Thì mọi người biết tại sao á mà mình nói là nó khác với những cái sản phẩm khác là tại vì nó có hai cái chữ tĩnh điện á mọi đúng người rồi. Nha. Thì trong cái cấu trúc của những cái sợi này nè, nó tạo ra những cái lực hút như vậy. Thì cái này là về nguyên tắc vật lý hóa học rồi mà phân tích nữa thì chị em mình đau đầu lắm. Thì mà em không biết phân tích nữa quý vị ơi, thật sự. Thì cứ nhớ giúp Diệu Ly và anh Vĩnh Hồ là gì, là hôm nay mình đang có một cái dòng sản phẩm được giới thiệu mới mà ở Đài Loan á là người ta cũng rất thịnh luôn. Ai Honda nha cả nhà nha, đó thương hiệu Đài Loan. Và không chỉ là hai món đâu, từ nãy tới giờ là nói về cây lau đa năng của Ai Honda rồi ha. Mua lẻ là 169 nha, nhưng hôm nay mua nguyên một bộ luôn mà chỉ có 299.000 đồng thôi. Đúng không rồi. Cần phải là mua lẻ gì cả. Rồi là chổi quét bụi của Ai Honda nè, đó những cái phần bông mà đi kèm á là hôm nay cũng có cho cả rồi. Nhà luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ tới là khăn ướt cồn của Ai Honda, khăn ướt lau sàn, hương cam và hương hoa nữa để mình khám phá luôn một thể. Thì quay trở lại cái cây này nè, là một cái cây nó rất chi là giống như là cái cây gậy như ý vậy đó. 72 phép thần thông nha cả nhà. 72 phép thần thông là tại vì sao? Em tại ví sao dụ nè? Bây giờ mình không có quét nhà bằng cái này nữa, mình dùng cái này á là mình quét nhà đúng không? Quét nhà là ra rác rồi. Bây giờ mình lau thì sao? Mình lau thì thông thường á là những cái gọi là ngày xưa á, là mình phải vắt nè, rồi mình phải này kia rất là mệt, rồi nó nặng nề nữa. Thì cái cây này nè, hôm nay là có khăn ướt lau sàn đi kèm cho cả nhà luôn. Nhưng nếu như ở nhà mình mà có những cái khăn á thì mọi người vẫn có thể là kẹp cái khăn đó vào đây và được. Lau được, lau kính trên cao cũng được nè, lau mạng nhện cũng được luôn nha. Nhà nào đó, chị nào á mà lâu nay ha. Đó, có nhiều mạng nhện ở trên bây giờ, cao thì mình bây giờ mình lấy lau cái khăn nha. Đi, em gài lên đâu, cái khăn cho không? Chị em đây hình dung đi. Nè. Quen thuộc trước đi đúng để rồi. Mọi người dễ. Bây giờ ví dụ như ở nhà đó, mọi người lấy cái khăn mà vừa vừa thôi. Dạ, đó nha. Cái mọi người dắt, cái mọi người lau trước nha. Cái như thế này cũng được luôn. Có nghĩa là gì? Nếu như mọi người không sử dụng cái bông lau ngày hôm nay đi kèm á, cái bông lau tĩnh điện đó thì mọi người có thể sử dụng cái này để mà mọi người có thể là tại vì mình lau nhà nó nhiều chỗ lắm, nhiều ngóc ngách lắm. Thì có những nha. Cái chỗ mình sử dụng cái này được rồi. Thân, đó. Đó mọi người thấy không? Đó, rồi mọi người sử dụng cho mọi người lau thôi, mọi người dắt ướt cho mọi người lau ha. Dạ, lau, rồi. Đó, lau kính. Cái này còn thêm nữa là trong cái bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi gửi cho mọi người á là bốn cái gói mà người ta gọi cái này là cái khăn lau sàn đó. Đúng rồi. Thì nó sẽ có tác dụng gì? Đây bây giờ họ sẽ mở ra nè. Lau sàn, hương hoa với lại đi. Là hương cam. Em thích hương gì? Hương hoa với lại là hương cam. Nhưng mà em thích hương gì? Em thích hương anh. Em thích hương anh phải không? Em ơi, sợ quá à. Ghê quá thiệt luôn á. Đâu rồi ta? Có cái nào mà khui sẵn chưa ta? Có cái này chắc là cái đó hả? Coi cái khui sẵn nha. Mỡ, em nhớ là có cái mỡ tại vì bữa giờ là Ly với lại anh Hồ thử nghiệm nhiều lắm rồi. Đây để cho đây. Để lấy cái nào mở sẵn đi cho nó tiết kiệm mọi người ơi. Thôi lỡ cái này lấy cái này đi. Kia anh hay mình qua bên kia mình lau luôn. Qua kia lau luôn. Qua kia lau luôn nha. Đi em. Đi qua bên kia luôn. Đó, đây. 10 người share nhiều nhất nha cả nhà ơi, 10 người share nhiều nhất nha là sẽ được một hộp khăn giấy ướt cao cấp của Ai Honda. Ầm ma and baby nha cả nhà nha. Chị Hương Trần nè, chị Phạm Thảo Phương nè, khăn giấy dùng được cho nhà được chị ơi.
Ok. Đây, đây, đó, đây, anh đây, thao tác luôn đi, đây nè, trên đây, này nè. Đó. Rồi. Nè mọi người ơi, cái này thì để Hồ thao tác cho nha. Hồ giới thiệu cho mọi người cái này xài thích cực luôn á mọi người. Ai mà phải nói là mình thích cái cảm giác là thiên nhiên á, thích cái sự sạch sẽ mà nó đến từ thiên nhiên á, mà đặc biệt là nhà nào mà có bé nhỏ đó mọi người, là rất kỹ về những cái vấn đề mà sàn á, tại vì con trẻ của mình á gói ngày nó cứ bò, nó cứ chơi ở trên sàn cơ mà. Đúng và rồi. Nhiều khi á những cái khăn, những cái vải ở nhà mình á lâu nó không có sạch thì đối với cái hương này nè, nó có cái độ diệt khuẩn của nó nha. Nó có cái loại diệt khuẩn của nó nha. Dạ. Thì bây giờ như nè, hồi nãy có ai hỏi cái gì nha? Thành phần khăn giấy có an đây, toàn hay rồi, không? Rồi, mọi người nhìn giùm Hồ cái khăn giấy dạ. trước cái nè. Cái khăn này đó mọi người nhìn là thấy sự khác biệt rồi nè. Em cầm cho anh cái cây, anh cho mọi người nhìn thấy rõ đây. Nè. Trên đó. Cái bề mặt của nó đó, mọi người có thấy rõ là trên bề mặt của nó đó có vẻ như là nó có những cái sự gồ ghề không? Hồ cầm cho anh biết là mọi người có thấy rõ không ta? Đây này nha. Thấy anh, thấy rõ. Đó. Mọi người rờ cái tay vào đó, nó sẽ có cái sự gồ ghề. Cái thiết kế này nó rất là đặc biệt nha. Cái vải này là vải cô tông. Và nó có cái sự diệt khuẩn ở đây nữa. Và dạ. nó có thêm những cái hương rất là thơm. Thì bây giờ ví dụ như đối với cái thanh lau đa năng này á, hồi nãy là mọi người đã kết hợp với lại là cái bông quét rồi đúng không? Dạ, đúng thì rồi. Bây giờ nè, mình có thể mình kết hợp với lại là cái khăn ướt lau sàn dạ. Thì bây giờ ví dụ như thế này, trời ơi, con nít mà nó làm dơ như thế này, nói thiệt, lấy cái khăn nè, mọi người nhìn giùm Hồ nha. Thương ớt mà nó rớt xuống sàn. Mày. Lấy khăn bình thường lau thì mọi người nhìn cũng sạch đó, nhưng nó không có cái sự diệt khuẩn. Thì đối với cái khăn này nè mọi người, mình xài giống như là một cái cây lau nhà bình thường thôi, đừng có nghĩ ngợi gì nó lớn lao hết, cứ nghĩ ngợi nó là một cái cây lau nhà bình thường thôi mọi người nha. Thì ví dụ như mình lau tới đâu thì sao ạ? Nó sẽ sạch tới đó. Đó, mọi người thấy chưa? Đó. Đó, mọi người nhìn rõ Hồ bên đây nè. Và nó có cái gì? Nó có cái độ diệt khuẩn. Cái quan trọng là nó có cái độ diệt khuẩn ở trong đây mọi người nha. Nên là khi mà mọi người lau á thì nó mọi người yên tâm hơn nếu như gia đình mình là có những cái bé nhỏ. Mọi người nhớ dùng Hồ cái đó nha. Đúng rồi. Đây Hồ chỉ làm tượng trưng như thế này thôi. Mà anh biết không, cái này mình thay được nữa. Tại vì á bình thường mà dầu mỡ mà nó đổ đây. Nhiều tới cỡ này. Ở đây á là phim trường của VTV Hyundai là làm lố lắm luôn á mọi rồi. Người đó. Thì mọi người thử để ý đi. Mọi người mà lau cỡ này mà dầu sa tế ha. Đúng rồi. Là tốn bao nhiêu cái khăn giấy thông thường hoặc là giặt khăn biết bao nhiêu cho vừa. Ở đây nhá, mình dùng một cái thôi. Còn một nửa nữa, xíu nữa làm thí nghiệm tiếp. Đúng nhưng rồi. Mà mọi người xem không, một cái thôi mà nó đã thẩm thấu và nó đã hút được những cái chất bẩn như thế này rồi nha. Mà kể cả mọi người dùng với tay mình không cũng được, lau bếp cũng được. Còn nếu như không á, mình dùng lau sàn nè, hoặc là trong phòng ngủ á, của nhiều căn hộ cao cấp á, Lý thấy người ta cũng có dùng cái này nữa. Hoặc là lau kính ở trên cao nữa, nó cũng bán thêm cho mình luôn. Rất là tiện lợi ha. Rồi chưa kể là ví dụ như bây giờ mình không có xài hương cam nữa, mình xài hương hoa đi. Đúng mình rồi. Lau cái sàn nhà đi. Đó, thay lau tiếp anh ơi. Đây nè, đó. Đó, bây giờ nè, bây giờ ví dụ như thế này nha. Mọi người nhìn đồng hồ cái ví dụ như thế này nha. Bây giờ á, ví dụ như là Hồ tiết kiệm đi thì Hồ lấy cái này Hồ giặt, Hồ để dành mai mốt Hồ lau cũng được, không sao hết trơn á mọi người nha. Đó, cái này đem đi chút xíu nữa giặt làm tiếp. Bây giờ Hồ thử qua cái hương hoa nè mọi người, nhìn giùm Hồ nha. Rồi. Mọi người yên tâm rằng á là đối với những cái khăn lau này á mọi người là nó được một cái á là nó sạch và nó có cái sự diệt khuẩn ở đây. Nó có cái sự diệt khuẩn này nha. Diệt khuẩn luôn á mọi người thấy không? Đó, Ly đang đưa cái thông tin cho mọi người xem nè. Thì hôm nay mình có thêm hai gói này và hai gói này nữa, có nghĩa là hai gói hương cam và hai gói hương hoa. Tổng cộng sản phẩm trong ngày hôm nay mình có tất cả luôn là bao nhiêu ạ? Là 7 món nha cả nhà nha. Đúng nhưng rồi. Mà ở đây đang nói về hai cái này nè. Đó thì mình có thể là mình dùng để mình vệ sinh, thậm chí mình giặt lại cũng được luôn, cũng rất đúng là rồi. Tiện luôn. Đó, cho nên là mình sẽ cảm thấy rất là yên tâm nha cả nhà nha. Đây, đó, đưa cái thông tin cho mọi người xem nè ha. Đó, trong lúc mà đợi anh Hồ cũng gọi là gắn vào luôn đúng không? Đúng rồi, anh gắn. Trong đấy, khi nhà mình ví dụ như có con nhỏ thì sao, nó rất là hay bày bừa nhiều những cái món khác nhau, thì cái khăn giấy này nó có luôn cả là diệt khuẩn giờ công nghệ gì ạ, y ông bạc cộng rồi đúng rồi, y ông bạc đó em, y ông bạc mọi người, cho nên nó rất là an toàn. Trong những cái nước giặt mà dành cho em bé nó cũng hay có cái y ông bạc này lắm, cho nên cái khăn giấy này nó rất là an toàn luôn đó, thấy không? Đúng rồi. Ở đây là mình làm khó thì bây giờ lắm hương hoa nè, tại vì mọi người biết không, khi mọi người mở cái khăn giấy này ra đó là mọi người sẽ thấy cái hương của nó dễ chịu lắm. Thì qua truyền hình đó nhiều khi mọi người không thấy, thôi lỡ rồi cho anh lau luôn đi em, anh lau luôn, luôn đi, anh lau luôn. Có người hỏi đây nãy giờ ham nói quá quên đọc comment. Có người hỏi là khăn ướt lau sàn có mấy hương, ngày hôm nay trong bộ sản phẩm này mình có hai hương là hương cam và hương hoa. Hai bịch là hương cam và hai bịch là hương hoa mọi người nha. Dùng khăn sợi giấy lau sàn thì tiện quá nhỉ, đúng ê, rồi. Anh phát hiện ra cái này. Ê, anh phát hiện ra cái này em. Sạc rồi cái này. Nè, bây giờ như thế này, mọi người ơi cho Hồ nói cái này cái nha. Trời luôn. Tức là bình thường á, nếu như mà mọi người đổ cái nước sa tế ra đó, mọi người thử lấy cái khăn bình thường coi, có phải là khi mà mọi người đè nặng như thế này nè, mọi người lau tới đâu á nó sẽ bị chay tới đó không, nó sẽ bị chay tới đó không? Còn cái này là khăn giấy ướt mọi người nhé, khi mà Hồ lau á, mọi người để ý đi, Hồ làm như thế này nè, nó không có bị thấm ngược trở lại cái vết thương đó. Cái này là một cái rất hay mọi người nhé.
Và thêm một cái nữa là như hồi nãy Ly nói đó, cái công nghệ được sử dụng trong cái khăn giấy này nè, nó có cái Ag cộng, tức là cái ion bạc, nó có cái tính diệt khuẩn ở trong đây nữa. Đó, mọi người thấy nè. Đó, mọi người thấy không? Nó hút luôn. Đó. Hút luôn mọi người ơi, cho nên đã nói rồi, đây là cái dòng khăn giấy cao cấp và ngày hôm nay là mình sẽ có hai cái nha cả nhà nha, hai cái nha cả nhà ơi. Đó, khăn ướt lau sàn kháng khuẩn này nha cả nhà. Thành ra là mình sẽ rất là yên tâm luôn. Đúng rồi. Hai hộp á, à hai túi á, là hương cam và hai túi là hương hoa. Đó, chưa có hết đâu nha cả nhà. Hôm nay có phải là từ nãy tới giờ là mình có cái gì ha? Mình có là cây lau sàn đa năng đúng không mọi rồi. Người? Mình có cây lau sàn đa năng đúng không? Đó, đây coi lại nè, cây lau sàn đa năng, rồi có thêm nữa là cái cây phủi bụi nữa là cũng có luôn. Đúng tiết rồi. Kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực ha, đâu có tốn công tốn sức gì đâu. Đó, rồi chưa kể là mình có luôn á là cái đầu chổi để mà mình quét ha, cũng có những cái sợi bông tĩnh điện nữa. Rất đúng là rồi. Thích. Rồi chỗ cái quét bụi là mình có luôn nha, có luôn cả là bông thay thế. 7 món tổng cộng mà giảm giá rồi 477 còn có 200 mấy hả mọi người ơi. Và đặc biệt mọi người đừng quên là 10 người sang nhiều nhất sẽ được tặng thêm một gói khăn ướt cao cấp Oh My Baby 85 tờ nha cả nhà. Đó, yên tâm luôn, mình đem đơn hàng này về, mình có ngay công thức độc quyền nè. Đó, rất là thích luôn ha, quà tặng chất lượng không mọi người ơi. Quá chất lượng luôn. Đây, nhìn lại 7 món trong ngày hôm nay nha. Cây lau đa năng, chổi quét bụi, khăn ướt cồn, khăn ướt lau sàn hương cam. Khăn ướt lau sàn hương cam có nghĩa là hai gói đó. Khăn ướt lau sàn hương hoa, khăn ướt lau sàn hương hoa hai gói nữa. 1 2 3 4 5 6 7. Tổng cộng mà mua lẻ nha cả nhà, mua lẻ nhá. Tổng cộng lại là 477.000. Nhưng mà ngay bây giờ á là 299.000 đồng mà thôi. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ tới với đây khăn cồn khăn ướt có cồn cồn thực phẩm cái nha, cồn nhà. Này là cồn thực phẩm mọi người biết á là nó nằm trong bộ sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay luôn. Đúng và rồi. Khi mà mọi người lấy cái khăn này ra đó, mọi người sẽ thấy là có một cái mùi cồn nhẹ nhẹ. Và cái công dụng của nó là cái gì mọi người biết là bây giờ người ta hay dùng những cái chai á, mỗi lần người ta ăn, người ta uống, người ta đi ra ngoài, người ta lấy cái đó cái là xịt cái là người ta chùi đúng không mọi người thấy dạ, đúng không đúng còn rồi. Cái khăn này nó tiện lợi hơn ở chỗ nào mọi người thấy nè. Cái khăn này á là mình sử dụng cái cảm giác mình lau tay như thế này nè mọi rồi. Người nó diệt khuẩn hơn bây giờ á. Rất nhiều người cứ đi ra đường là phải cần những cái khăn như thế này mà thay vì chỉ là những cái khăn ướt bình thường thôi thì bây giờ nó có một chút xíu cồn nhẹ nhẹ và nó rất thơm dạ, rất rồi, dễ đó. Chịu nha. Mà mọi người biết không, nãy giờ anh Hồ lau á, anh Hồ thấy là cái mùi á, mặc dù nó cái mùi cồn nhẹ nhưng mà nó không có bị gắt lên cái mùi không của hề mình. Gắt không giống hề như cái thông thường đúng cho rồi. Nên mọi người biết là ở đây á, cái tính an toàn của nó cũng rất là cao, cũng rất là thích luôn. Đúng. Thì hôm nay á, trong bộ sản phẩm này mình cũng có thêm một cái hộp này luôn ha, một cái gói này luôn nhé. Và cái cồn ở đây là cồn thực phẩm nha cả nhà. Đúng cho rồi. Nên là mình lau á, mình thấy rất là yên tâm nè trong cái quá trình mà mình sử dụng như thế này. Thành ra là không cần phải mua lẻ, hôm nay là mình mua nguyên một bộ luôn. Đó cũng gọi là yên tâm ha. Ví dụ như là cái khăn này á, bây giờ mình không lau tay đi, mình lau cái sàn gạch được không? Các bé nhà mình á thì nó hay phá phách đúng không? Thì mọi người nhìn thử ở đây nha. Nhìn thử nè, lau thử cho mọi người xem. À, hồi nãy á có người hỏi comment á là cái cồn này nó có sót hay gì không? Ly không thấy sót hay gì hết trơn á mọi người. Đó, mọi người thấy nè, dùng cái khăn này á lau tay cũng được mà lau bếp cũng được luôn, diệt khuẩn luôn, có cồn diệt khuẩn cũng vậy. Đấy. Lau tới đâu là sạch tới đó. Trời ơi, ai mà vẽ con cá lau cái mỏ còn nhỏ hơn anh nữa vậy cái ta? Cái con cá này mà cái mỏ nhọn anh thấy không? Anh ghét quá anh, đâu, ghét quá để anh. Dạ, BD Tùng đó anh. Ừ, đó, ông vẽ con cá y đó mọi người không? Sạch trơn luôn mọi người không? Với lại là thật ra như thế này nè, tức là khi mà Hồ và Ly làm cái động tác này á để cho mọi người hiểu rằng á là cái việc mà mình sử dụng cái khăn giấy này mình sử dụng nhiều đúng trường rồi. Hợp khác nhau lắm mọi người nha. Rất nhiều trường hợp khác nhau và bình thường đi ra bên ngoài mua cũng dạ. Là cái dạng này nha, cái số lượng đúng này rồi. Dày dày nha, cái gần cái 100.000 cái, gần cái 100.000 cho một cái bịch như thế này nè mọi người. Đó. Tại vì nó là cái khăn cồn mà dạng cồn thực phẩm mà mọi người. Đó, còn cái hàng của Đài Loan mọi người xài yên tâm. Dạ, đúng rồi. Hàng Đài Loan xài yên tâm mà, nha. Mà cái này em thấy phí lắm cho nên là mình dùng gọi là mình lau tay cũng được đi. Lau tay còn đi em không à. Thì mình gọi là kháng khuẩn đi. Ví dụ như trong không gian bếp nhà mình á mà lâu lâu ví dụ như có một vài cái đồ mà mình để nó bụi quá mình rửa đúng. Nhiều khi nó đóng cặn lại á mình khó rửa á mọi người. Mình sửa xối nước không thôi thì nó không có yên tâm đúng không? Lấy cái này lau sơ lại. Đó, rất là thích luôn ha. Đó, đây. Quá nhiều mọi người, trời quá ơi. Nhiều luôn. Bữa nay tới 7 món lần nói em chuyện. Trả lời comment tiếp nha em cả nhà, em trả lời tiếp nè là mua có tính phí ship không? Trong livestream của VTV Hyundai là không tính phí ship ạ. 10 người xe nhiều nhất sẽ được tặng một hộp một bịch khăn ướt Oh My Baby của rồi. iHonda luôn nha. Rồi, mình lau bếp, lau tường, lau nồi chiên, lau lò nướng, lò vi sóng, lau ghế lau được hết luôn là cái khăn ướt có cồn hồi nãy đó. Đó, lau tay còn được nữa mà. Rồi, khăn cồn này mình lau đồ ăn, đồ dùng ăn uống được không? Thì Ly thấy á, là vẫn có nhiều người họ vẫn dùng để họ lau chén á mọi người. Nhưng mà như vậy là sang lắm luôn. Nếu rồi. Mà như vậy là sang lắm luôn á. Nhưng mà muốn trải nghiệm thì tùy. Khăn giấy ướt lau sàn của hãng nào vậy? iHonda, tất cả một bộ sản phẩm trong ngày hôm nay là của iHonda, thương hiệu Đài Loan nha cả nhà. Dạ, cái này có cần dùng với lại là thùng giấy, thùng nước ướt không?
không nha mọi người. Ừ, không nha. Cái này không cần, tại vì không, cái cây nha. Này là cái cây tiện dụng. Cây rất nha. Tiện lợi. Mình giặt cái khăn á, nếu mà mình dùng với lại khăn thông thường ở nhà mình thì mình giặt khăn rồi mình gắn nó vô đây giống như thế này. Còn không á thì mình dùng cái bộ sản phẩm này của iHonda luôn. Cái này là Hồ rất thích nha. Hồ vẫn rất muốn làm nhiều cái thí nghiệm liên quan tới cái này. Mọi người nhớ giùm Hồ á, cái sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm là một cái cây lau đa năng như thế này nè, mà nó có kèm thêm cái bông lau này là cái bông lau polyester, nhưng nó có cái tĩnh điện ở trong đây. Và mọi người biết là khi mọi người lấy cái tay mọi người chạm vào đó là mọi người đã cảm thấy thích rồi nha. Và cái tĩnh điện nó thể hiện ở chỗ nào? Đây, ở dưới cái sàn, nhìn giùm Hồ ở dưới cái sàn này nha. Tĩnh điện là như thế nào đây? Tĩnh điện là khi mọi người để khô, ví dụ như nè, những cái này là rất lớn nè, em lấy cái chổi á, em lấy cái chổi giùm anh đi. Đây, đây, để cho, em lấy cho, cho mọi người thấy rằng là ví dụ như bình thường á, mình lấy cái chổi bình thường mình quét thì nó sẽ như thế nào, và mình đây. Lấy cái chổi mà nó có cái bông lau tĩnh điện là sẽ như thế nào. Trước nha. Ví dụ mình quét như thế này đó. Thì nó cũng chỉ là gom rác lại thôi đúng không mọi người? Mà nhiều khi tóc nó còn không gom lại được hết và nó cứ bị thổi đi chỗ này, nó bị thổi đi. Chỗ kia. Ví dụ em quét chỗ này nè là nó sẽ bị bung ra chỗ kia, rồi hôm nào mà trời gió mạnh đó, ôi một cơn gió bị tức luôn em. Thổi đi tất cả đó thì đúng rồi. Tức đúng không? Mình vẫn phải dùng tay mình gom lại một lần, có nghĩa là rất là tốn công, giống như nó bắn qua bên này luôn này anh. Đó. Nó như vậy đúng không? Nhưng bây giờ thay vì cái chỗ này đúng không mọi người, bỏ vào cái cây của iHonda, gắn cái phần bông chổi vào nha. Ly tạm gọi là bông chổi đi. Đúng đó. Rồi. Em thì gái hết giờ làm thấy. Việc rồi dạt qua một bên đi anh. Dạ. Đây. Nè mọi người thấy không? Hồ không quét nha, Hồ chỉ lướt nhẹ nè. Đó, lướt nhẹ nè. Lướt nhẹ thôi, chưa có quét gì trơn nè, mọi người nhìn nè nha. Mọi người thấy không? Nè Hồ làm vậy mọi người thấy không nè. Nè, đây Hồ chưa có kịp quét luôn á, mình mới nhẹ nhàng vậy thôi. Nó hút tóc vậy anh. Đây nó hút nè, mọi người thấy không? Anh đó. Ngồi. Tiếp một cái á, là mấy cái sợi tóc đấy. Á là quý vị tóc khó nè. Quan sát nhưng mà nó hút đúng hết rồi. Cái tóc rồi kìa. Đây nè tóc đó. Nha mọi người. Tức là sao? Nó hút lên hết. Mọi người thấy tóc không? Mọi người thấy tóc không? Đây nè. Thấy là vui rồi. Tóc ai rụng nhiều quá vậy Ly? Dạ, tóc, tóc anh đó, tóc anh nó dài vậy, dạ. Chứ tóc em đâu có dài đâu. Dạ. Mọi người ơi, nhớ giùm Hồ cái tĩnh điện nó thể hiện qua cái chỗ này. Tĩnh điện nó thể hiện qua chỗ này mọi người nha. Đúng rồi. Và nếu như mọi người chưa có một cái cây, cái này là cây quét. Mình đang sử dụng cái chức năng của nó là quét nha. Và nếu mọi người chưa có cái dạng là cây chổi ra mà nó quét tĩnh điện như thế này, mua liền cái này giùm Hồ cái. Dạ, đúng mua liền. Rồi. Hàng Đài Loan nó rất là chắc chắn từ cái phần thân nha. Dạ. Tới cái phần nhựa này, tới cái phần mà kim loại này nè mọi dạ. người. Mà mọi người nhìn thấy nó đẹp không? Nó gọn ghê chưa? Thiệt gọn. Luôn á. Chốt đơn mấy chị đẹp ơi. Ai mấy ai chốt ơi. Đơn? Các chị ơi, mình chốt đơn thì mình inbox số điện thoại vô trong cái fanpage của VTV Hyundai giúp Diệu Ly và anh Vĩnh Hồ nha. Và chị Tiệp ơi, chị nói là 5 gói khăn giấy ướt lau sàn và một khăn giấy ướt kháng khuẩn đúng không? Đây, để dạ, em nói hả? Lại cái bộ sản phẩm của mình trong ngày hôm nay cho mọi người nắm lại một lần nữa. Vì thật sự là nó quá nhiều đi. Nó quá nhiều. Nó quá nhiều, nó quá có lợi đi. Nếu như Hồ và Ly có làm cái gì thiếu sót trong chương trình này thì thông cảm, người ta nhiều đồ quá, thật sự nhiều đồ quá mà có 200 mấy à, bán quá trời luôn mà có 200 mấy à, nên dạ, là mọi người nè, bây giờ Hồ kể lại nha. Một cây lau đa năng là nãy Hồ vừa nói đó nha, được kèm thêm là hai cái bông lau ở trong đó, tĩnh điện luôn. Thứ hai là chổi quét bụi, một cái chổi quét bụi nha mọi người, chút xíu nữa Hồ sẽ làm cái demo chổi quét bụi tiếp. Rồi, cái thứ ba là một cái khăn ướt cồn đó, nãy cũng Ly vừa làm đó. Rồi, hai cái khăn ướt lau sàn hương cam, hai cái khăn ướt lau sàn hương hoa là 7 món trong chương trình ngày hôm nay. Chỉ có 200 mấy chục ngàn mà thôi. Đúng nhưng rồi. Hôm nay nếu ai mạnh dạn share cái livestream này mọi người nha, dạ, được thêm một món đem về nữa là một đây. Cái khăn ướt baby iHonda nữa. Đúng và rồi. Cái này rất là dày mọi người, rất là to nữa. Dạ, em lấy cái đây em mở ra cho mọi người coi đây là nè. Cái quà tặng ngày hôm nay rất là xứng đáng để cho em mọi người share luôn á anh ơi, em đang share livestream luôn á. Thích quá là thích luôn mọi người ơi nè, share được bao nhiêu luôn nè mọi người. Tương tác với mọi người nha, đây lấy cái đó. Đợi Hồ cái nha. Dạ. Mọi người ơi, share giúp em đi mọi người, share giúp em nhé. 10 người share livestream nhiều nhất luôn, admin sẽ chọn 10 người đó ra để tặng cho mọi người một món quà. Đây anh Hồ sẽ giới thiệu tới mọi người cái món quà này. Cái này dùng là thích mê luôn, dùng cho em bé nhà mình luôn nha các mẹ. Đúng rồi. Đây mọi người ơi, cái món quà nè. Đây. Cái này là khăn giấy ướt mọi người nha, khăn giấy ướt này là cũng của Đài Loan luôn. Nhìn dạ. nó cưng dễ sợ luôn, thấy con gấu là thấy cưng rồi đó mê mọi người. Mê lắm luôn á. Ai chưa có gấu làm ơn xe liền cái này giùm Hồ cái nha. Ai chưa có gấu để ginh gấu về nhà nha. Đúng rồi. Ai có gấu rồi vẫn phải xe nha. Đúng rồi. Để về tặng cho gấu của mình mọi người nha. Hợp lý luôn. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Đúng một rồi. Đơn hàng hôm nay là đảm bảo là đây là quà tặng này mọi người. Vui vẻ luôn. Quà tặng khăn giấy ướt. Đó. Dạ. Đây, mọi người nha. Rồi. Đây, đó. Hết tầm. Khăn dứa nha. Đó, cái này bao nhiêu miếng để anh chứa nói? Chứa cồn kháng khuẩn tốt hơn cồn thông thường phải không? Dạ, đương nhiên rồi. Đúng là rồi cồn kháng khuẩn nó phải tốt hơn chứ ạ. Tại vì là cái cồn thông thường nhiều khi nó là cái cồn hóa học á, mà cái mùi hóa học nó nồng nặc quá thì mình sẽ rất là khó chịu và bị khô tay. Nhưng mà đối với iHonda thì mình hạn chế được cái tình trạng đó nha cả nhà. Đúng rồi. Khăn giấy ướt lau sàn à, tiện thế nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Tức là cái này người ta thiết kế ra để mình có thể là mình dùng á, mình lau trong nhà mình ha. Mình lau nè, ai mà tiết kiệm á, thích giặt đi dùng lại cũng được, còn không á thì mình bỏ ha. Em gái. Đây, nè ví dụ làm xong nè.
ví dụ mà mọi người vừa quét xong mọi người sẽ làm cái gì? Bây giờ mọi người đem ra bãi rác mọi người vũ nó thì nó sẽ bay bớt một chút xíu, mọi người hiểu không? Đó, nhưng mà sau khi mọi người sử dụng một thời gian dài á, mọi người sẽ thấy nè, nó bắt đầu là nó đen. Tại vì bụi bẩn mà rác nó phải đen. Thì mọi người lấy mọi người đem đi giặt cái miếng này giùm Hồ nha. Đem đi giặt rồi sử dụng lại. Thì khi nào mọi người thấy là Hồ nghĩ là xài cũng lâu đó, vài tháng là cái này nè. Mọi người sẽ thấy là những cái sợi lông này nó sẽ quéo lại, nó sẽ quéo lại. Thì lúc đó là mọi người cho nó lên đường giùm Hồ là được rồi. Đủ tiền rồi mọi người ơi, nhiêu đó đủ tiền rồi. Tại vì thật ra Hồ đưa cho mọi người là tới hai cái bông này lận mà. Hai cái bông này là mùi xài lâu lắm mọi người ơi. Nè, ví dụ những cái này là những cái rác mà cái nặng đó nha. Nó không phải là bụi nha, nó là những cái rác luôn, rất là nặng nha. Thì mọi người thấy là nó còn hút vô được thì bụi bặm nhầm nhò gì. Đúng rồi, mời em. Mời em. Dạ, mà ngày hôm nay là mọi người thấy là mình rất là yên tâm luôn là tại vì sao? Cái cây đa năng này nó rất là dài và nó rất là cao. Với những ai mà có một cái chiều cao gọi là một cái sự tự hào giống như Diệu Ly đó, 3m đẻ đôi đúng không mọi người? Thì đâu có sao đâu. Dạ, việc gì khó đã khó chúng tôi lo. Quý vị chỉ cần đặt hàng thôi. Ví dụ như trời cao kìa. Đó, bầu trời hôm nay rất cao. Ồ, trăng hôm nay cao quá. Ly muốn anh muốn hôn vào má đó, ví dụ vậy. Rồi, mặc dù hơi chất quá nhưng mà anh vẫn rất đồng cảm được với em. Mọi người thấy không? Trời ơi, phim trường mà Ly còn lâu được mà mọi người. Không có gì làm khó được chúng ta hết trơn đó. Rồi. Bây giờ nè. Bây giờ anh hỏi Ly nè, nếu như em không có cái cây này á, em lao bằng cái gì? Không lẽ em lấy cây chổi, làm sao em dám dốc ngược cây chổi này lên em lao? Không, thật ra là làm sao em dám dốc ngược lên đúng không? Thật ra là em cũng đã có một cái lần gọi là không được thông minh cho lắm, có nghĩa là như vậy nè. Em đó, ở chung cư trong cái phòng nhờ, trong cái phòng của em á là anh biết là nó hay có tình trạng gì không? Chung cư á, nói ra buồn dễ sợ luôn, ta tức ghê. Tức là nó bị cái tình trạng á là cái bụi mốc của mọi người và cái bụi mịn á nó bám trên trần nhà. Và cái hệ thống á thì nhiều khi nó hơi bị ẩm. Thì trên cái tường này nè anh, trên cái tường này là nó hay có không, cái tường chung cư nhà em chứ không phải tường này. Dạ, cái tường chung cư nhà em nó hơi bụi. Thì em đã lấy cây chổi này và em quét lên như thế này. Rồi. Thì khi mà em quét lên như thế này á thì á trời ơi, bởi ra gần trên trường có học liệt. Dạ, bụi nó rớt hết vào mắt của em. Bụi bay vào mắt em đâu có khóc đâu. Anh không ngờ luôn á Ly, anh không ngờ là em là có một cái suy nghĩ mà nó thông minh đức ở đó đó Ly. Trời ơi, cưng quá. Thôi giờ bỏ nghe, giờ có cái cây này rồi bỏ nha. Đây nè, cây này nè, lên cao luôn mọi người ơi nha. Bụi quét tới đâu, bụi tới đó nha. Nè, trái phải. Yeah. À quên nữa, với cái thiết kế mà hình chữ nhật nè, mà cái khớp nó linh động như thế này đó, là ví dụ như mọi người sẽ luồn vào trong lách nha. Đó. Chỉ luồn đó, kim. Mọi người thấy không? Tức là vào những cái ngóc ngách đó, mình có thể sử dụng được luôn là trong những cái ngóc ngách nè. Đó, nè, anh ơi, thấy không? Nó có thể hút bụi máy lạnh được. Ờ, đúng rồi ha. Rất là được nha, đúng cái này hợp lý nha, hợp lý. Hợp lý cho Ly một xe nha cả nhà. Cho một xe bên liền. Shop có bán riêng khăn giấy lau sàn này không? Dạ chị ơi, dạ, chị có inbox giúp em nha. Để lại số điện thoại các bạn sẽ tư vấn giúp nhà mình luôn. Vì là nhiều người comment đó, cho nên là nhiều khi em cũng không có chị trả lời ơi, được hết. Mà thôi mua riêng, chị ơi mua luôn mua đi. Tại có 200 mấy à. Thật ra cái giá gốc của nó gần 500 ngàn đó chị. Nguyên một bộ hôm nay còn có 200 mấy à. Chị mua luôn đi chị. Free ship nữa. Dạ đúng free rồi. Ship nha. Dạ, đúng rồi. Giống như là ai mà ở Hà Nội rồi đó hoặc là Đà Nẵng rồi đó, free ship luôn mọi đúng người rồi, nha. Đúng rồi, đúng rồi. Có người mua hỏi. Luôn đi mọi người. Dạ, mình dùng cây lau nhà mà không cần dùng khăn giấy ướt được không? Dạ tùy chị thôi, chị thích dạ, được, là chị cứ dạ, dùng. À. Nhà mình có mấy cái khăn á mà gọi là mình cũ rồi. Khăn lau mặt cũ rồi đúng không? Mình dùng kèm với lại cái này cũng được luôn, có nghĩa là cái tính đa năng của nó rất là cao. Cái phần cây này nè mình gắn vào trong cái phần gọi là bông để mà quét nhà cũng được, rồi mình gắn vào là cái khăn ướt để mình lau sàn cũng được, còn không mình dùng với lại cái khăn nhà mình mấy cái khăn thôi. Này là nhà mình xây sử dụng đúng không ạ? Dạ. Nè, đây cái khăn bình thường, rất bình thường. Một cái khăn bình thường nhưng mà khi để vô cây lau nhà này thì tự nhiên nó bất bình thường liền. Đây, để Hồi hướng dẫn cho mọi người coi nha. Nó sẽ như thế nào đây? Ừ. Tại vì á thật ra với cái thiết kế này nó bình thường lắm mọi người. Cái khăn này cũng bình thường nhưng khi kết hợp cả hai tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó phi nó không bình thường nè. Dạ, để Hồi cho thường. Mọi người coi nè. Đúng thì thật rồi. Ra với cái này đó mọi người nên giặt trước cái nha. Mình giặt trước cái đi mọi người, mình giặt trước một cái nha. Đúng rồi. Tại vì giặt trước á, đây bây giờ mình giặt như thế này. Tại vì á sẽ có những cái chỗ mà ví dụ như mình thấy là thôi mình xài tiết kiệm em ơi. Đúng rồi. Có nhiều cái tâm lý người Việt Nam của mình á, thôi tiết kiệm được cái nào hay tiết kiệm đó. Cái chỗ này thì thôi lau cái khăn này được rồi. Thì đó mọi người cứ bình thường vậy nè. Đó, nhúng chặt. Rồi, cứ lau bình thường thôi. Cái khăn này lẽ ra là nên cắt làm đôi. Cái khăn này nên cắt làm đôi thì nó sẽ vừa hơn mọi người nha. Đó, thì mình cứ lau vậy thôi, đâu có gì đâu. Cũng đó. Đẹp mà. Là nó là một cái cây lau nhà luôn đó đúng mọi rồi. Người. Đó. Nó vừa là cây chổi, nó vừa là một cái cây lau nhà. Họ không biết là Hồi chia sẻ nhà mọi người có hình dung được không ta. Hình dung em nghĩ là cũng gọi là ai mà gọi là đã quen sử dụng những cái đồ tiện lợi thì sẽ rất là dễ để mình nhận hiểu đúng không? Cho nên là cái cây lau sàn đa năng này nè cả nhà. Cái cây lau sàn đa năng này nó sẽ giúp cho mình làm gì ạ? Tiết kiệm thời gian và công sức nha cả nhà nha. Cho nên nó là tiện lợi nữa và rất là chắc chắn. Chắc mọi người thấy không? Thấy không? Chắc chắn chứ ạ.
mặc dù là Hồ để vô luôn nha, rất chắc chắn, mọi người thấy không? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đây, cực kỳ tiện lợi luôn mọi người ha. Cho nên là để ý giúp Diệu Ly nha, là cây lau sàn đa năng này cả nhà ơi. Rồi làm gì nữa ạ? Đó là giúp cho mình là tiết kiệm thời gian nè, sức lực nè. Rồi cái nối ghép của nó là cũng gọi là có những cái ba cái đoạn mình nối lại với nhau. Rồi tích hợp là lau sàn cũng được nè, làm chổi quét cũng được luôn. Và hôm nay là mình có luôn cả là cái bông đi kèm nữa, cho nên sẽ rất là yên tâm. Mà chưa có hết nha, là mình còn có thêm nữa là khăn ướt cồn trong chương trình nhiều này nè. Mà khăn ướt cồn mọi người thấy không, cái công thức kháng khuẩn này cả nhà ơi, có yên tâm không? Mua bên ngoài cũng có nhưng mà nhiều khi mua lẻ giá nó rất là cao, tại vì là hàng xịn nhá. Rồi chưa kể là mọi người còn có thêm nữa khăn ướt lau sàn kháng khuẩn luôn. Nhà nào có con nít đó, các mẹ bỉm sữa đâu rồi, đặt giúp Ly một đơn hàng đi. Các bé nhà mình á, nhiều khi nó dễ bị nhiễm khuẩn đúng không, mình lấy những cái này mình dùng. Khăn ướt lau sàn có luôn cả là ion bạc nè, đó chị Tú Trinh nè, đó chốt đơn cho em nha chị nha. Đó thì bây giờ mình kiểm lại một lần nữa ha, đó. Mình sẽ có là bao nhiêu, 477 đúng không, nếu mà mua lẻ là giá này. Ngay bây giờ 299 free ship 63 tỉnh thành Việt Nam. Thứ nhất là cây lau sàn đa năng, thứ hai là chổi quét bụi nè, thứ ba là khăn ướt cồn nè, thêm nữa là khăn ướt lau sàn nè, hai hộp với là hương cam, khăn ướt lau sàn hai hộp là hương hoa nha cả nhà. Ly thấy là nhiều comment quá, kiểm tra không có hết á, cho nên là ai mà đặt hàng á thì inbox. Trời ơi, bán hàng mà đứa đứng đứa quỳ vậy thiệt tình luôn á. Không biết mọi người có thương không á, thật sự là tại vì bữa nay á là cái combo này nó quá khủng. Không, em thấy vất vả nhất á là ai, biết là anh biết không? Ai vậy? Dạ camera anh nha. Dạ, nãy giờ là mình chạy báo chạy lui rồi. Quên nữa, em nãy giờ mình đã chia sẻ cái này ngay từ đầu, nhưng mà ai mà vừa xem livestream đó, là cái này nè mọi người, cái này sử dụng rất lợi hại nha. Đây. À, có người hỏi là cái cây mà lau phủi bụi á là như nào? Đây, à, đây nè. Giống cái cây chổi lông gà. Là cái cây không? Này nè mọi người. Dạ. À bây giờ để Hồ mở ra cho mọi người coi nha. Mở ra dễ lắm chốt mọi người ơi. Chốt đơn Liên Thái Hà. Dạ em chốt đơn rồi. Nó là cái dạng này là khi mà mọi người mua đó, dạ, trong một cái hộp nó sẽ có một cái cây này và bốn cái bông lau này. À. Cái bông lau này cũng là cái bông lau tĩnh điện luôn. Khi mọi người lắp vào, mọi người lắp làm sao? Đúng mọi người rồi. Nhìn Hồ cái chỗ này nè. Đó. Mọi người thấy không? Thì ở cái cây này nó sẽ có hai đầu nhọn, mọi người sẽ để vào hai cái đầu này. Rồi cái mọi người sẽ tuột nó thôi, là vô nha. Đó, để Hồ làm nè. Đó. Sao anh run tay ta, chắc 12 giờ chưa nói bụng với em. Nãy giờ hồi hộp run tay đúng không mọi người? Đó, làm việc nhà đó phải đơn giản đâu mọi người ơi. Đó. Thì ê, làm ngược rồi nè, để anh làm ngược, làm lại, làm lại. Đó. Hai cái hai bên anh. Đây nè, đây nè, tôi chưa, hai cái hai bên. Mọi người thấy không? Cái thiết kế á, người ta làm cái chất liệu nha. Nhìn thì mỏng manh đó mọi người, nhưng mà nó rất là hiệu quả và công năng luôn. Đó. Rồi xong, hay quá. Đó, mọi người thấy không nè? Đây đây nha. Rồi cái nhiệm vụ là sao? Ví dụ như mọi người tưởng là Ly là một con mannequin nha. Thì bây giờ từ, sao? Từ, để em vô tế. Mannequin mà đứng ở ngoài thì mọi người hình dung á là đến một ngày nào đó quần áo coi như là nó sẽ bị bụi bẩn hết. Thật ra là Hồ á, vest của Hồ á bị bụi bẩn nhiều lắm. Bây giờ ví dụ nhìn đó, vậy thôi. Là những cái bụi á trên cái phần vai này mà đặc biệt là mấy cái chỗ á, cái hông của con mannequin đó anh. Đó. Đó. Ví dụ vậy. Đó mọi người thấy không? Rất sạch nha mọi người. Đó. Tại sao? Tại sao mà Hồ kêu Ly làm cái ví dụ này? Tại vì cái bộ vest ở nhà Hồ đó mọi người, nguyên cái phần này nè, cỡ chừng 1-2 tháng mà Hồ không đụng đậy tới là nó sẽ bị bụi hết luôn. Và không thể nào giặt được, lấy cái khăn á và làm vậy nè, bẹt 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 không nè, đó đó. Rồi bây giờ còn một cái nơi này nữa mà anh đố em làm demo này nha, anh sử dụng cái cây này em biết làm gì không? Anh lau bàn thờ. Hay anh, tại vì là đó em lại nói tới cái câu chuyện á, là những cái phần ở trên cao mà khi mình vươn lên để mà mình lau á thì thứ nhất mình lau mà bực vậy nè, tức là trên lau đó nó có rất là đó, nhiều bụi đó. Mà cái bụi nó rất là nhỏ, thậm chí là nó có bụi mịn luôn. Mà mọi người biết mình hít phải cái bụi mịn á là mình nguy hiểm tới sức khỏe của mình cỡ nào không? Đúng, đúng. Mà ví dụ như là Ly á đi cao 3 mét mà tức ghê, ai cũng đồn Ly luôn á. Em mới nói cái gì? Dạ, 3 mét bẻ đôi. Mà mọi người đi đồn thổi đúng là rồi. Em lùn, em tức ghê không? Tức đồn ghê, mà đi đồn rồi. Là em lùn hơn anh. 3 mét bẻ đôi mà nó là lùn, dạ, không có chấp nhận được thì luôn. Thì mỗi lần mà em lau bàn thờ là em phải vươn lên và bụi nó rớt hết vào mặt. Mọi người hình dung á là ví dụ như khi mà lau bàn thờ á thì bụi rất là nhiều. Mọi người thấy mình có cái cây mà người ta hay dùng để mà lau bàn thờ không? Em lấy cái cây đó cho anh đi, lấy cái cây đó cho anh. Đây. Đây cái cây này nha. Bây giờ trước tiên bình thường mọi người nhìn lại coi có phải là cái cây lau bàn thờ của mình không? Đây. Hay là cái bụi là cái này đúng dạ, không ạ? Mình lau tới đâu bụi văng tới đó. Công nhận với Hồ không? Nó bết lại luôn đó. Anh. Nó sau một luôn. Thời gian á là cái sợi của nó là cái sợi ni lông này nó quéo lại, mà cái này là đang còn mới chán luôn á. Đúng rồi. Chứ nhiều nhà hả cái này thấy dơ lắm, rồi cái mình lau tới đâu hả là bụi tung bay tung bay tung bay, tà áo tung bay. Nhưng cái này nè mọi người, cái này nè, lau tới đâu bụi nó sẽ hít vô đây tới đó, tại vì nó có tĩnh điện mà. Nó được thiết kế với cái tính năng là tĩnh điện nên nó sẽ hút bụi vô đây. Và khi mà hút bụi vô đây mọi người hình dung á là mọi người thoải mái, mọi người lau chùi bụi bẩn nó hút vô đây hết. Và sau khi lau xong liền sau mình để đó đi, mình đợi lau tiếp để làm chi, để cái này nó đen hết rồi, tức là dơ nó đen rồi lấy đi giặt xài lại. Dạ, đấy rồi, nhớ dùng hồ cái đó nha. Đúng rồi, nhớ dùng hồ cái đó. Thì trong một cái hộp nó sẽ có bốn cái bông như thế này nè, bốn cái bông như thế này. Dạ em, thì anh mọi nói người nghe nè, ông ấy em làm công quả được không?
sao vậy anh? Bây giờ em mua cái set này đi 200 mấy, thì rồi em tặng cho anh cái này để anh về anh lau. Dạ được luôn, vì anh đẹp trai mà. Okay. Đẹp trai là được hết rồi, anh. Đẹp trai là được hết anh. Dạ. Em cảm ơn anh vì anh đã chấp nhận em. Mà mọi người ơi, mọi người yên tâm là với iHonda Honda, ví dụ như mọi người dùng cái này mà lâu rồi, ví dụ mọi người dùng nửa năm hoặc là mọi người dùng một năm đi, xong rồi mọi người muốn là tăng thêm cái tính tĩnh điện của nó đúng không? Đặt hàng với họ, mình mua thêm cái này để mình thay đâu có gì đâu. Chứ cái này nè, cả năm đây, rồi không thay không giặt nó lau, cũng rất là cái này anh thấy cái này lau hay nè. Anh, nhà cái này á, mình tháo mình bỏ này vô được luôn á. Được luôn chứ. Được luôn. Mọi người biết sao không? Tại vì bên này nè mọi người, ví dụ như cái sofa, bây giờ Hồ hỏi mọi người nha, cái sofa này nó dơ, mọi người lau làm sao? Hồ hỏi thiệt mọi người, cái sofa này nó bị dơ thì mọi người sẽ lau đường nào? Đó, có ai có cái cách nào lau không? Lấy cái khăn ướt lau lên sofa là một cái cách mà Hồ nói là cực kỳ không hiệu quả và nó ảnh hưởng tới chất lượng của sofa. Đó, tại vì nó bằng nỉ nè, cách gì nè? Em thổi. Dạ, anh xin phỏng vấn nè, anh xin phỏng vấn. Em sẽ thổi cho bụi nó bay ra. Ok. Đây là một cái cách mà thông minh nhất trong tất cả những cái cách mà Hồ biết mọi người nha. Đây. Trời ơi. Ok. Đây. Lông chó. Lông chó rồi sao em? Lông chó. Lông chó mà dính vào phía sofa hả? Ừ. À cái ca này khó đó, thôi em nhường anh. Không, cái ca này là không nuôi chó. Hiểu không? Cái ca là đem... Em có nuôi mèo anh. Nhưng mà thật sự là tại vì nó dính vào cái lông con mèo, nó rụng lông nhiều lắm luôn. Nó dính vào rồi. Sofa và anh biết là mình ngồi lên nó dính luôn. Nè. Em phải mua mấy cái mà quấn á, băng băng á anh. Để mà hút cái lông nó ra mà tốn tiền dễ sợ luôn á mọi đúng người. Rồi. Ví dụ như bụi bẩn á, mọi người lau như vậy nè mọi người. Là mọi người sẽ thấy là bụi nó sẽ hít vô đây. Đúng đó. Rồi. Tại vì nó có cái chất tĩnh điện mà nó vậy đó, nó đơn giản vậy thôi à. Mà nhiều người không có chịu mua, họ không hiểu sao luôn. Dạ. Mua không giá đó. Trong like tốt lắm này. Đúng rồi, giá phải tốt thôi. Sợ tĩnh điện. Dạ. Đó. Cái này là cái bông xà tĩnh điện, dạ, chứ nó không có chất tĩnh điện. Cái chất nhiều người tưởng chất tĩnh điện nó giật nhảy tương nó chết luôn á. Trời, bông tĩnh điện nha mọi người thấy giống như lúc mà mình mới là quần áo xong không? Mình là quần áo xong rồi, ví dụ như cái vải mà cái vải siêu hoặc là những cái vải sợi polyester á, đúng là rồi. Nó có cái sức tĩnh điện là nó hít vào trong cái da của mình. Thì cái này á là cái gọi là cái gì ta, cái công thức ha, gọi là cái nguyên lý hoạt động của nó. Đúng rồi. Nó cũng tương tự như vậy đó. Cho nên là ví dụ như khi mọi người phủi bụi ha, tại sao á mọi người có lấy cái chổi lông gà để mọi người phủi bụi được không? Mọi người đâu có dùng cái chổi lông gà để mọi người phủi bụi trên đồ của mọi người. Nhưng mà cái này nè, nó giúp phủi bụi những cái bụi mịn mịn á, đặc biệt là vest tối màu ha. Đúng hoặc rồi. Là những cái đầm dạ hội tối màu nha cả nhà, là nó phủi được luôn. Đúng đó, rồi. Nói chung là Ly còn dùng cái này để mà phủi bớt cái nét đẹp trai của anh Hồ đó mọi người ơi. Ly ơi, bây giờ chỉ còn có khoảng chừng là 10 phút hơn nữa thôi Vi. Mình phải chốt lại cái combo nè, nhiều người là chốt nè. Còn có hơn 10 phút nữa thôi mọi người ơi, bây giờ Hồ nhắc lại một lần nữa nha. Ai share livestream? Ai share livestream rồi thì cho Ly một cái comment là mình đã share livestream nha cả nhà. Dạ, 10 người share livestream nhiều nhất thì sẽ được tặng gì ạ? Đây. Được tặng một cái hộp khăn giấy On My Baby của iHonda. Đó, cái này nè, một hộp này mua ha cũng tốn tiền nha cả nha mọi người. Đúng rồi, mấy hôm chục nay ngàn đấy. 10 người. Trời ơi, hàng của Đài Loan. Dạ. Hàng của Đài Loan rất thích nha mọi người. Thì cái này là dành cho những ai chia sẻ nhiều nhất. Đúng 10 rồi. Người thôi. 10 người thôi. Chia sẻ trên các hội nhóm. Chỉ 10 người từ thôi. Chợ Bà Chiểu, chợ Thạnh Đông Tây tới tất cả những khu chung cư, hội nhóm khu chung cư chia lên giùm Hồ, chia sẻ lên giùm Hồ nghe. Rồi. Đây, 10 người share nhiều nhất nha. Mỗi người được tặng một gói khăn ướt cao cấp On My Baby 85 tờ nha cả nhà nha. Đó, đặt hàng thật là nhanh nè, chia sẻ thật là nhiều nè. Rồi mình sẽ yên tâm mình có nha. Share cái livestream này đi mọi người, share livestream giùm Ly đi. 299.000 đồng trong cái livestream ngày hôm nay mình có cái gì? Đó, có cái gì đây? Lau giặt được không? Đây. Mời mọi người nhìn vào đây nha. Nhưng cái này là cái chổi. Ê, cái này là cây lau đa năng. Nhưng mình sử dụng nó như một cây chổi, sử dụng như một cái lau nhà, mình sử dụng nó như là một cái gì mà mọi người mong muốn. Thậm chí hôm nào đẹp trời mọi người thấy là mọi người đang trong một cái cơn thịnh nộ gì đó, mọi người cầm cái cây này mọi người làm cái gì? Đó, làm cái trò giải trí. Đó, ví dụ như thế này. Tại sao? Tại cây này nó quá đẹp mọi người. Đẹp cái này nó quá đẹp mà nó rất vừa tay. Nó dài, nó rất là vừa tay luôn mọi người ơi. Thì bây giờ như thế này nè mọi người. Đây, mình sẽ kết nối, mình sẽ nối là mình sẽ gắn những cái bông lau nó đính kèm nha. Mình sẽ có hai cái bông lau. Thì như Hồ cứ nhắn đi nhắn lại, cái bông lau này nó có cái tĩnh điện. Và cái tĩnh điện này là dùng để quét để nó hít bụi, đúng hít rồi. Những cái vật mà nó có thể là kích thước đường kính lớn luôn đó nha. Nè, mọi người thấy miếng gỗ nè, trên tay Hồ đang cầm miếng gỗ nè, hít vô luôn. Thấy ghê không? Ghê không? Đó. Cái này là sản phẩm đầu tiên mọi người nha. Rồi nếu như mà xài cái này chán rồi muốn lau nhà thì sao? Đây, muốn lau nhà khăn thì đây ướt, lấy một cái khăn vô. Lấy một cái khăn của gia đình của mình mà nó cũng rất là vừa với cái này, mình có thể là mình giặt rồi mình giặt mình gắn gì lau nhà thì nó là một cái cây lau nhà đó. Đó mọi người thấy không? Rồi khi mà Hồ xoay qua mọi người nhìn giùm Hồ cái nè, cái này á mặc dù mọi người thấy nó chắc chắn như vậy nha, nhưng cái tay của Hồ để vô nè
là nó không sao hết. Tại vì đây là cái bằng cái chất là cao su cao cấp mọi người nha. Nó làm rất là chặt, nó bám rất là chặt, nó gắn rất là chặt, nhưng cái tay mình để vô nó an toàn. Thì đây đúng là rồi, cái tính năng đầu tiên, dụng cụ đầu tiên, sản phẩm đầu tiên. Rồi dạ, sản phẩm thứ hai là một cây lau bụi, thì mình còn làm được cái gì nữa nè? Cây lau bụi thì đương nhiên là mình sẽ lau bụi rồi anh. Ừ, đó đó, ngay đó luôn đó. Mình để sẽ lau được cái là gì ạ? Ví dụ như là mình sẽ lau được giống như hồi nãy Linh nói là phủi bụi nè ha. Rồi mình sẽ lau được là nhà mình, ví dụ như là nó bụi quá chẳng hạn, lâu lâu mình lau mình phủi nè ha. Đó, rồi đồ đạc trong phòng nè, không chỉ là chỗ phòng quét khách nó bị bụi áo nha, mà nên dùng ở trong phòng khách, ở trên phòng khách hoặc là ở trong cái gọi là gì ạ? Trong cái phòng ngủ của mình. Tại vì cái này nó xịn quá. Còn ví dụ như mình vào trong bếp mà bếp của mình nó dơ quá thì sao ạ? À? Thì bộ sản phẩm này vẫn có cho mình luôn là khăn ướt cồn nha cả nhà. Mình có chổi rồi, mình có lau sàn được rồi đúng không? Thì bây giờ mình có khăn ướt cồn. Bình thường khăn giấy mình lau được không? Mình tẩm nước mình lau nhưng mà nó đâu có sạch hết đâu. Đó, anh Hùng lấy giùm em cái bình khăn ướt cồn đi. Đó, ở bên kia kìa anh. Đó, bên kia. Đó. Thì ở đây mình có thể là mình dùng mình lau luôn, đúng không? Dùng cái này làm gì? Hại da tay. Bỏ xà bông vào đây hại da tay, rồi chưa kể là trong này nó sẽ rất là dơ luôn. Trời đúng không? Trong nè, này nè. Wow, em, ôi dơ quá. Việc nhà cũng là đủ dơ. Làm đi cưng. Thôi làm chung đi anh. Okay, bây giờ hiện tại rồi. Nam nữ mình làm cùng với nhau. Đó mọi người, lau tới đâu sạch tới đó nè. Để giùm hồi nha. Đó. Mà cái này là cồn thực phẩm nha mọi người, nên rất là an toàn. Đó, đồ ăn thức uống á, mà mọi người dùng hóa chất nhiều quá là không tốt đâu nha. Đúng rồi, thật ra đó, ví dụ như các bố các lau mẹ đó, lau cái này đó là luôn. Thường á em, biết làm gì không? Làm giặt gì xà bông cho nó sạch. Đúng rồi anh hỏi em, rồi xà bông rồi để vô trong rồi nướng rồi làm sao? Đó, rồi làm xà sao bông đây? Là để vô đây nó hôi rình luôn, sao mọi người làm đây nè. Người nhìn thấy dơ không? Bây giờ Hồ với Ly làm nha. Đó. Thơm ha, cái mùi nó cũng dễ chịu, nó giúp mình khử mùi nữa mọi người ơi. Nó giúp cho mình khử mùi nữa đó, tại vì đó, cái lò vi sóng là một cái nhân vật mà ta nói nhà nào cũng đau đầu hết cả. Đúng rồi. Thì hôm nay là ai Honda họ có hết cho mình luôn rồi nha, cái phần cửa cũng dơ luôn đúng không? Đúng rồi. Ừ đó, nhiều cái lắm mọi người ơi, nói chung là lau sạch hết cho cả nhà luôn nhá. Rồi những cái phần trong này nè, giặt khăn rồi bắt đầu nó dính nước xuống dưới này rất là khó, thì ở đây mình chỉ cần là lau không thôi là đã được đó. Rồi phần dĩa cũng như vậy luôn cả nhà nha. Đó, đơn giản gọn lẹ nhanh chóng, không có bị hôi hám gì cả, rất là thích luôn nha. Đó, cho nên là mình hoàn toàn là mình yên tâm luôn, lau tới đâu là sạch tới đó. Thì ở đây á là làm gọi là mô phỏng cho mọi người đó thôi, chứ còn để mà thao tác á, mọi người mua về mọi người thao tác ở nhà nó cực kỳ thích luôn. Đúng luôn. Vì ở đây Ly và anh Hồ không có nhiều thời gian. Đúng cho nên rồi, thật sự là cái này á không có đứng để mà nói từng cái. Một, chứ mà quá, giới thiệu một cái này á nửa tiếng chia sẻ cũng được á, mà mọi người đúng thấy rồi, là hôm nay có một tiếng thôi mà nói tới 7 món. Mà nhớ dùng hồ cái là một món mình sử dụng được trong nhiều cái trường hợp khác nhau nha. Nên nó có cái tính tiện lợi và cái tính đa năng nữa. Bây giờ nãy giờ chúng tôi đã đi 1-2-3 món rồi, giờ tới món thứ 4, 5, 6, 7 đó là khăn ướt lau sàn. Hồi nãy các anh chị có hỏi là không lau sàn mình lau cái khác được không? Dạ lau tường được. Được chứ. Cái tường của mình ví dụ như là nó gọi là nó bị bẩn, bị bụi hoặc là nó dính một vài cái mình nấu đồ ăn thức uống nó dính lên đúng không? Mình lau cũng được luôn, không sao cả. Đây, khăn ướt lau sàn là kháng khuẩn là tiện lợi nè mọi người. Hai gói màu hồng là hương hoa, hai gói màu vàng là hương cam cả nhà nhé. Đó, nhưng mà mua lẻ thì mọi người tốn bao nhiêu? Thay vì mua lẻ từng cái mấy chục ngàn, cả trăm ngàn. Bây giờ gần cái 500 ngàn thì giảm còn 299.000 đồng mà thôi. Rồi có kèm thêm cho mọi người nữa là cái gì ạ? Là những cái phần bông đi kèm theo. Đúng thì rồi, cái phần bông á mọi người nói là cái này có giặt được hay không? Được thì chứ, như thế này, giặt được mọi người. Nhưng mà như cái chổi thông thường ở nhà mình ha, có ai đi giặt chổi không? Từ hay giặt. Dạ, đúng trừ rồi, khi mà nó dơ lắm rồi thì mình mới đi giặt cái chổi, đúng không? Xong mình phơi khô. Thì với cái này cũng vậy, nếu như mà nó dơ rồi đó, nó dơ quá rồi, nó đen rồi thì mình phủ nó, đúng mình rồi, đi giặt và mình phơi khô nhé, để mà lấy lại cái gọi là cái tính tĩnh điện của nó. Đúng. Thì sau vài lần mà mình giặt, ví dụ như cái chổi mọi người giặt nhiều lần thì cái chổi nó sẽ hư đúng không, đi mua cái chổi khác đúng không, nhưng mà nhà ai mà dơ lắm thì mới là như vậy thôi. Chứ còn không, Ly thấy cái chổi trong nhà mà chổi quét rác đâu phải tuần nào hay là ngày nào mình cũng đi giặt chổi đâu. Thì cái này nó đúng tương rồi, tự như vậy luôn. Những cái phần bông này nè, thì sau vài lần mà cảm thấy nó là nó hết tĩnh điện rồi đúng không, mình mua cái mới, ai không ra họ có luôn, rất là tiện lợi, gọn gàng, không có tốn công gì cả. Đó, ví dụ không dùng với cái này đúng không, tháo ra có sao đâu, mình bỏ cái khác vô mình dùng cũng được luôn. Đúng đó, rồi, ví dụ đây, như đây, cái đây, khăn đây, nè. Đó. Hồi nãy em có cái khăn đâu ta? Đây cái khăn này. Cái đây, khăn này, dạ đây, đúng đây, rồi. Đây, đây, ví dụ như những cái khăn như thế này ha. Đó. Mình tháo vào, mình tháo ra rồi mình để này vô. Mình cũng có thể lau được vậy mọi người. Lau tới lau lui nè. Đó, lau là cũng được luôn. Thì cái này em thấy là các chị em đội trợ ở nhà là hay chế lắm. Thì đúng nhiều rồi, khi mình cũng có thể là mình hay chế được như vậy nữa để mà mình làm cho nó tiện lợi trong cái quá trình đó mà mình làm việc nhà. Chứ còn không thì làm việc nhà một mình nó cô đơn lắm. Đúng rồi, với lại gì nè, thật ra mà nói bây giờ cái công việc nội trợ đó người ta xài những cái gì đó nó cải tiến á. Dạ, tức là mọi người đừng có nghĩ là cải tiến là phải là máy móc gì đó nó dữ dội, không có đâu. Cải tiến chỉ là cái giúp cho chị em phụ nữ nội trợ cảm thấy khỏe là tiện hơn, lợi hơn, đúng dễ rồi, dàng hơn, và nó có thể nói là nó tiết kiệm hơn cho mình thôi, hiệu quả hơn trong cái việc mình làm nội trợ là cái đó là gọi là cải tiến rồi. Thì đối với cái cây này nè mọi người,
mọi người thấy rằng á, như hồi nãy giờ Hồ nói hoài, sử dụng những cây chổi cũng được, sử dụng những cây lau nhà cũng được luôn mọi người nhé. Và quan trọng bây giờ mình đặt cái câu hỏi gì đi, bây giờ bình thường ở trên cao bụi bẩn hoặc là cái gì ta, gọi là cái gì nè, cái con bụi gì không, cái mạng nhện, mạng nhện cái mạng nhện á, mọi người quét làm sao, phải không? Đúng không ạ? Mọi người cũng có lấy cái chổi người quơ quơ, nhưng bản thân cây chổi á là nó đã dơ cũng rồi dơ. Nó đã bụi rồi, mọi người dơ lên như thế này bụi nó ập vô mặt mọi người hết. Trong khi đó với cây này nó có cái bông tĩnh điện kèm theo đây. Đúng cái rồi. Bông tĩnh điện kèm bông theo tĩnh điện đây. Mọi người chỉ cần gắn vô thôi, mọi người dơ lên cao, mọi người chùi, mọi người thấy nó tĩnh sạch điện ghê nè. Không nó hút nè, nó tiện lợi ghê nè. Không đó, đó. Tĩnh điện là sao mọi người đó. Tức là cái tính chất của cái sợi bông này nè, 2000 mấy trăm, đó là một con số rất là lớn. Những cái sợi bông này thì khi mà để xuống dưới đất ha, thì nó sẽ hút vào là nào là tóc nữa nhà, cả nhà nha. Rồi những cái rác nhỏ bình thường là mình rất là khó đúng không? Không phải là 200 mấy nha, 200 mấy chục ngàn cái sợi này nè mọi người đó, đó. Những lắm. Cái gọi là cấu trúc về hả nguyên lý vật chất và phân tử đó. Thì Ly không biết mọi người nha, thì Ly không biết. Dạ cảm ơn Ly ạ. Dạ đó. Rồi giờ quảng cáo đây là hết ạ. Dạ thì rất là yên tâm này mọi người, nhẹ nhàng nữa, cất gọn cũng tiện. Cái này nó đôm na, nó giống như kiểu là nó gần thay cho cái cây chổi của mình vậy đó. Đúng, cái phần đúng. Cây thì mình có cái phần cây đa năng, cái phần gọi là bông chổi, mình tạm gọi là bông chổi đi. Tại vì là ở nước ngoài thì người ta chỉ cần nói là cái bông lau sàn mà gọi là tĩnh điện thì người ta đã hiểu rồi. Nhưng mà Việt Nam mình thì cái mặt hàng này nó mới, cho nên Ly tạm dùng cái từ là bông chổi đi, nó thay cho cái phần chổi của nhà mình rồi. Để mình quét và mình hút cái bụi đó luôn ha. Với lại là mọi người nhớ mà 299.000 đồng mọi người cầm một cái cây thêm nữa, là cái cây này rất lợi hại. Cái cây này hồi xin nhắc lại về cái công năng của nó nha. Free ship mọi người nhớ một hồi cái nè. Cái này để quét sofa, cái này để lau bàn thờ, cái này để mình có thể là quét những cái gì đó, máy tính, bàn phím máy tính đó, chuột bàn phím máy tính nữa mọi người. Đây, bàn phím máy tính bình thường mọi người vệ sinh sao, quá trời cái bụi ở trong đây, mọi người vệ sinh sao, lấy cây này vệ sinh dùng hồn cái. Rồi cái này mình sẽ quét được trong rất nhiều những trường hợp khác nhau nữa. Thì đây là cái tính đa năng của nó. Và cái này nè, cái bông này cũng là cái bông tĩnh điện luôn, và nó hút bụi bẩn được mọi người nhé. Thì đối với cái sản phẩm này, mặc dù nó đơn giản nhưng hiện nay chưa có nhiều gia đình có. Và xin nhắc lại là 299.000 đồng, 299.000 đồng, 299.000 đồng, tới 7 món đem về lận mọi người nha. Dạ, đúng rồi, có nhiều người hỏi là vậy bây giờ ví dụ như sau 1 năm đi tôi dùng, và những cái này nó gọi là nó dùng nhiều quá rồi, quét nhiều quá rồi thì sao? Thì mọi người cứ lên liên hệ với lại iHonda hoặc là VTV Hyundai Home Shopping là mình mua lại được thôi. Và một cái hộp như thế này thì nó ví dụ như nó để trong một hộp như vậy thì mình mua cũng đâu đó cũng vài chục ngàn, nó cũng không có cao mọi người ạ. Chứ bây giờ nhà mình ha, ví dụ như cái đơn hàng này đi, đâu rồi? Đây, có rất nhiều. Có rất nhiều luôn, mọi người thấy là nào là cái cây lau nhà này nha, cái cây lau nhà rồi đúng không? Xong rồi mình còn có thêm gì nữa ạ? Mình còn có thêm nữa là gì mọi người? Đó, cái cây lau nhà nè, xong mình còn có thêm nữa. Quét bụi nè. Dạ, rồi mình còn có thêm nữa là cái khăn lau nè, rồi mình còn có thêm nữa là phủi bụi nè, nhiều lắm. Đây, cây lau đa năng iHonda, chổi quét bụi iHonda, khăn ướt cồn iHonda, khăn ướt lau sàn hương cam 2 hộp của iHonda, khăn ướt lau sàn hương hoa cũng 2 hộp nữa. Mọi người thấy không? Thay vì gần 500 bây giờ có 299 thôi, free ship 63 tỉnh thành Việt Nam. Đó, ở đâu miền Bắc miền Trung miền Nam. Nhưng mà họ hỏi mọi người nè, những cái món này mọi người thấy có cần không? Mọi người cần. Có hay sử dụng hay không nè? Bây giờ em cái chổi có ai không sử dụng không? Bây giờ cái quét bụi có ai không sử dụng không? Ai? Rồi bây giờ thời buổi này ai mà không sử dụng cái khăn lau cồn để mỗi lần mình đi á mình rửa tay, mình chùi tay. Đúng để rồi. Trước khi mình ăn uống nó vệ sinh hơn, nó tránh được một số những cái mình nói là những cái bệnh mà do vi khuẩn virus gây ra. Đúng mọi người rồi, công nhận với hội không? Mình vệ sinh kỹ. Rồi, bây giờ khăn giấy ướt có ai không cần hay không? Tức là hôm nay chúng tôi bán cho mọi người đúng đó rồi. Đều là những cái sản phẩm mà rất cần thiết cho gia đình của mình. Dạ, nhưng mà hôm nay á là do cái sản phẩm này cái nào nó ngay nó cũng mới, thật ra nó cũng mới. Mới là sao? Người Việt Nam của mình chưa quen với cái việc mà sử dụng cái dạng mà kết hợp như đúng thế này rồi, thì VTV Hyundai mới gửi cho mọi người cái mức là có 200 mấy, chứ bình thường mọi người mua là 500 mấy đó. Dạ, đúng thực rồi. Sự là nói như vậy đó mọi người, nên là bây giờ mình chốt lấy thời cơ nha. Phương Anh cần gì em? Em cần gì em? Đừng cần anh nha. Cái gì cần anh em cần cái gì đó. Nói chung là em thì thích rap nhưng mà rap không nổi. Rồi, cần thiết quá đó. Nói chung là hôm nay một chương trình rất cần nha mọi người đó. Ok, chuyên cần nha cả nhà. Rồi rồi chốt đơn luôn đi, chốt một đơn luôn cả nhà đó. Rồi. Anh Hồ nói là Ly mua xong rồi Ly tặng cho anh Hồ cái cây phủi bụi, tại anh Hồ thích quá, ok tặng luôn, rất tiện luôn, tại vì tính ra quá lời. Oh wow, mục đích rất cao cả. Là em tạo, em cũng gọi là trao gửi một cái duyên tới anh chứ bộ, quá tuyệt vời luôn. Rồi 10 người share nhiều nhất ạ, ai share rồi thì comment là mình share rồi nhá, để admin họ có cái gọi là liên hệ và đúng họ rồi. Sẽ tặng cho mình một cái hộp khăn giấy ướt của iHonda và Oh My and Baby đó. Là cái hộp khăn giấy ướt này là mua cũng tiền chục ngàn nha cả nhà. 10 người share nhiều nhất ạ, sau livestream này nhớ theo dõi fanpage của VTV Hyundai thì chúng ta sẽ được cái gì mọi người ơi, sẽ có cái bài thông báo là ai đã nhận được quà đó. Đúng rồi. Mình nhớ theo dõi nha cả nhà nha. Còn có một phút nữa là hết giờ rồi thì nhanh lên, sẽ rất là khó chốt đơn, nên ngay bây giờ nhanh lên nhé.
Nếu như mà ai thích cái sản phẩm này đó mà vừa coi á mà mình thấy rằng là bạn bè người thân của mình á là cũng thích sản phẩm này thì có thể là tại vì còn có một phút nữa thôi, mọi người yên tâm không sao hết, mọi người hãy inbox vào cái fanpage của VTV Hyundai mọi người nhé. Thì bộ phận admin đang hỗ trợ để tư vấn và giúp cho mọi người đặt hàng. Nhớ dùng hồ cái là hôm nay là free ship 63 tỉnh thành đó mọi người. 200 mấy mà free ship, hồ nói thiệt mọi người. Mua cái áo 200 mấy người ta còn không free ship cho mình nữa đó, thật sự mà nói. Còn bây giờ mình mua tới 7 món mà người ta free ship cho mình có 200 mấy à. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Nhớ dùng hồ nha. Dạ rồi. Đó. Dạ cái này á phải nói là quá ưu đãi luôn á mọi người ơi, quá ưu đãi luôn á. Nhiều khi mình nói rẻ thì hơi ngại tại vì sản phẩm cao cấp, nhưng mà mọi người biết không, cái rẻ ở đây là cái cơ hội của mình đó mọi người, cái cơ hội á. Tại vì người ta mua gần 500 ngàn. Đúng còn rồi. Mình có 299 mà còn được free ship. Còn người ta là 477 mà thêm mấy chục ngàn tiền ship nữa là 500 hơn rồi. Còn mình đâu có tốn đâu, đúng không? 299 thôi, 7 món nha cả nhà. Tức là 5 sản phẩm nhưng là 7 món. Tại vì sao 7 món? Tại vì khăn ướt lau sàn hương cam có 2 gói. Đúng khăn rồi. Ướt lau sàn hương hoa có 2 gói nha cả nhà nha. Về nhà nè, người ta để trong cái này nè, khám phá thoải mái luôn mọi người ơi. Có cái thông tin chữ tiếng Việt cho mình để mình đọc được luôn. Đúng rồi. iPhone là thương hiệu Đài Loan cả nhà nhé, cho nên sẽ rất là tiện lợi. Thôi thì nói tới đây á thì hy vọng là ai mà chưa share livestream thì mình tranh thủ share livestream để mình còn có cơ hội mình nhận quà. Đúng tại rồi. Vì cái hộp khăn ướt này nè mọi người, nó cũng là khăn ướt, nó cũng có khả năng kháng khuẩn luôn. Rồi nó nhân 4 lần lên là tinh chất dưỡng ẩm luôn. Nó sẽ rất là tốt, mà trong khi là quà tặng, bình thường mình mua cái này mà về lâu gọi là mẹ đến sữa. Đúng rồi, còn nhiều mà lâu cho con của mình á, mua những cái này là quan tâm lắm nè. Thì ai Honda On My Baby ha. Mọi người ơi, On My Baby 85 cái miếng ở trong này. Thì mọi người có thể tham khảo nhé, 10 món quà là 10 bịch này sẽ tặng cho 10 người share nhiều nhất. Đúng rồi. Nhớ theo dõi fanpage để biết được liệu rằng mình có phải là người may mắn hay không. Còn bây giờ thì Hồ và Ly xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở buổi livestream tiếp theo trên VTV Hyundai nha.